Vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 28. Ninh Tử Mặc nhẹ nhàng lau đi, thanh âm nhẹ nhàng, đã qua rồi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có cuộc sống mới. Bên ngoài lại là một trận âm thanh bước chân dồn dập truyền đến. Ninh Tử Mặc sắc mặt trầm thấp, vậy mà còn dám đến. Ninh Tử Mặc ngẩng đầu, giật mình. Bước chân Ninh Tử Châu dồn dập anh. Ninh Tử Châu dừng một chút, nhìn Dương Tiểu Cẩn một chút, chị dâu. Tử Châu, sao em đến ở đây? Ninh Tử Mặc hỏi, sáng nay gia tộc mở hội nghị, trục xuất Ninh Quân Hà ra khỏi Ninh gia. Ninh Tử Châu nói, Ninh Tử Mặc gật gật đầu, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh chuyện này Ninh Quân Thiếu có liên quan, nếu không, Ninh Quân Thiếu cũng khó tránh được một kiếp. Ninh Quân Thiếu cũng đồng ý. Ninh Tử Châu trầm giọng nói, hơn nữa, toàn bộ quá trình hội nghị, Ninh Quân Thiếu không có một chút cảm xúc khác thường, ông ta bình tĩnh đáng sợ. Đồng tử Ninh Tử Mặc hơi co rụt lại. Cha bảo em đến, Ninh Tử Châu nói, không ai hiểu rõ Ninh Quê Mũ Thiếu hơn cha, cha nói. Ninh Qua Tiếu không cứu được Ninh Quân thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Hà, cho nên, ông ta nhất định sẽ một trả thù hai người. Anh hai, anh dẫn chị dâu về nhà đi, sau khi xảy ra chuyện này, các thúc phụ gia tộc nhất định sẽ không bài xích anh nữa, chỉ cần anh hơi phối hợp một chút, để cho cha xuống một bước, người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Ninh Tử Mặc nắm tay Dương Tiểu Cẩn, không có trả lời ý trực tiếp vấn đề của Ninh Tử Châu, nếu Ninh Quân Tiếu muốn trả thù, mục tiêu tuyệt đối không chỉ có một mình anh. Ninh Tử Mặc cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Sở Trần. Sở Trần đang nhắm mắt dưỡng thần trên sofa biệt thự, sau khi nhận điện thoại, Sở Trần ngồi dậy. Ngoại trừ thất sư đệ, những người khác đều có thể là mục tiêu của Ninh Quân Thiếu. Sở Trần lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, dọc theo bờ hồ Tống ra đi tới trược cột hoa mai, chỉ có một mình Hoàng Phủ Hòa Ngọc Luyện Quyền. Trong lòng Sở Trần có loại cảm giác bất an, tiểu thu đâu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhảy xuống, Tinh Anh Quyền quán bên kia có tin tức, nói là có một người từ Thuận Thành tới, muốn tìm hắn, nghe nói vẫn là tìm hắn bái sư, hắn liền đi qua, hiện tại hẳn là đã sớm đến Tinh Anh Quyền quán. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho Tống Thu, không ai trả lời, Tiểu Thu từng nói với tôi, cậu ấy có một thói quen ở quyền quán, điện thoại di động sẽ để trong tủ, để tránh ảnh hưởng đến việc đánh quyền. Hoàng Phủ Hòa Ngọc tò mò hỏi, người tìm hắn có việc sao? Sở Trần biết ngày sinh tháng đẻ của Tống Thu, bấm ngón tay tính toán kỹ, khuôn mặt lại càng đại biến. Tiểu Thu gặp nguy hiểm. Sở Trần trầm giọng nói, có thể là Ninh Quân Thiếu trả thù tới, từ giờ trở đi, ngươi cùng Tiểu Mặc ở lại Tống ra, chỗ nào cũng đừng đi, ta đi một chuyến đến Tình Anh Quyền quán, đón Tiểu Thu trở về. Sở Trần bước nhanh ra ngoài, ngăn một chiếc xe, đi thẳng tới Tình Anh Quyền quán. Tình Anh Quyền quán. Người đặc biệt từ Thuận Thành chạy tới tìm Tống Thu bái sư không phải người khác, chính là thiếu gia Hùng gia, Hùng Trấn Quang. Từ sau khi Sở Trần và Tống Thu rời khỏi Thuận Thành, Hùng Trấn Quang dùng tốc độ nhanh nhất an bài xong công việc hắn phụ trách, đi thẳng đến Thiền Thành. Khi biết Hùng Trấn Quang muốn đến Thiền Thành Tinh Anh Quyền quán bái sư học nghệ, Hùng Nhạc cũng rất tán thành. Tống sư phụ, tôi đã chuẩn bị xong. Hùng Trấn Quang đã chính thức trở thành một thành viên của Tinh Anh Quyền quán, thân sắc trịnh trọng. Mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn đứng ở trước mặt Tống Thu, hắn đã sớm bị kỳ lân bộ pháp của Tống Thu khuất phục. Hiện tại tôi muốn dạy cậu, là tân 13 quyền tinh anh của tinh anh quyền quản. Tống Thu thấy thần sắc Hùng Trấn Quang nghi hoặc một trận, trầm giọng nói, tôi biết cậu rất muốn học tập kỳ lân bộ pháp, nhưng mà đi tới tinh anh quyền quán, tôi nhất định phải khảo hạch tư chất của cậu. Tân 13 quyền tinh anh, là võ công cơ bản của tinh anh quyền quán, hiện tại cậu thử công kích tôi. Tôi tân 13 quyền tinh anh đánh với cậu, cậu phải lưu ý động tác của tôi. Hùng Trấn Quang sửng sốt, tân 13 quyền tinh anh. Vẫn là võ công cơ bản của tinh anh quyền quán. Trong lòng Hùng Trấn Quang dâng lên một tia không cam lòng, hắn tốt xấu gì cũng là 10 thanh niên kiệt xuất của quyền giới Thiền Thành. Quyền thế của Hùng gia mạnh mẽ, không thể khinh thường, làm sao có thể thua một công phu quyền quán co, bản. Vậy Tống sư phụ cẩn thận, Hùng Trấn Quang nhất định phải chứng minh minh, một tiếng dứt điểm. Hùng Trấn Quang cường thế bước ra. Khóe miệng Tống Thu nhẹ nhàng nhếch lên, nghiêng người, tụ lực, xuất quyền. Hùng Trấn Quang bị đánh bay ra ngoài, bước chân lảo đảo, suýt nữa còn đứng không vững. Ánh mắt Hùng Trấn Quang kinh hãi, khó có thể tin, võ công cơ bản của tinh anh quyền quản này đều đáng sợ như vậy sao? Quên nhắc nhở cậu, sở dĩ là tân 13 quyền tinh anh, là bởi vì đây là trên cơ sở 13 quyền tinh anh cải tiến, mà người cải tiến bộ quyền pháp này,
chính là anh rể của tôi, Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần. Hùng Trấn Quang chán hắc tuyến thẳng tắp, Tống Thu sớm nói, hắn còn xem thường tản 13 tinh anh sao. Hùng Trấn Quang khóc không ra nước mắt, sau đó ngoan ngoãn đi theo Tống Thu học tập 13 quyền tinh anh. Giữa trưa, đệ tử quyền quán không nhiều lắm, một chiếc xe từ từ dừng ở cửa tinh anh quyền quán. Cửa xe mở ra, một mái tóc vàng có vẻ đặc biệt chói mắt, lúc người đàn ông tóc vàng đi ra, trong xe còn truyền đến một đạo thanh âm, 5 phút đồng hồ, may mắn. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười, cất bước đi vào tinh anh quyền quán. Bên trong xe, một người phụ nữ đeo kính nhìn điện thoại di động, tin tức xuất hiện trên điện thoại di động, Sở Trần, Ninh Tử Mặc, cùng với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, đều ở Tống gia. Trước tiên giải quyết người này, sau đó bắt 3 người còn lại, một lưới bắt hết. Người phụ nữ tự nói, con người sát ý nồng đậm. Sau khi hành động đêm qua thất bại, bọn họ không có rời khỏi Trung Quốc, mà là đi tới Dương Thành. 4 tính mạng này, chính là lúc bọn họ chứng minh với giới lính đánh thuê thực lực thật sự của lính đánh thuê Hắc Liêm. Cậu trước tiên học tốt 5 quyền của tân 13 quyền tinh anh, qua vài ngày nữa tôi sẽ kiểm tra thành quả học tập của cậu. Tống Thu khẩn cấp muốn trở về, so với truyền dạy võ công cho Hùng Trấn Quang, hắn càng thêm khẩn cấp về nhà luyện tập cửu hưởng quyền. Tống Thu đi tới trước tủ khóa riêng của mình, mở tủ khóa ra. Trước tiên lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện thoại di động, thế nhưng hơn 10 cuộc điện thoại nhỡ, Tống Thu chấn động, anh rể sao lại vội vàng tiêu em ta như vậy, Tống Thu lập tức gọi lại. Âm thanh bước chân nhẹ nhàng, người đàn ông tóc vàng xuất hiện phía sau Tống Thu, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng giơ tay lên, họng súng đen kịt mang theo tiêu âm, lưỡi liềm của Thượng Đế, ban cho ngươi. Trong nháy mắt người đàn ông tóc vàng nổ súng, cả người Tống Thu đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất. Bịch, tù trước mặt Tống Thu lúc trước, xuất hiện một cái lỗ đạn màu đen. Mẹ kiếp, Tống Thu giống to, thân thể không dám dừng lại một chút, chạy về phía bên kia né tránh. Bên trong tủ của hắn có một tấm gương, ngay khi Tống Thu vừa mới gọi điện thoại cho Sở Trần, hắn vừa lúc nhìn thấy người đàn ông tóc vàng giơ súng đối diện với hắn, không chút do dự, cảm giác cực độ nguy hiểm kia bao phủ trong lòng. Tống Thu tuy rằng có bùa hộ mệnh của Sở Trần cho, thế nhưng, ngăn được linh vật, nhưng không ngăn được đạn. Người đàn ông tóc vàng phản ứng cũng cực nhanh, sau khi Tống Thu tránh thoát, liên tục bắn thêm 2 phát nữa. Nếu không phải trong khoảng thời gian này liều mạng luyện tập kỳ lân bộ pháp, Tống Thu tuyệt đối tránh không thoát 3 phát súng này. Nhìn bóng dáng Tống Thu biến mất ở chỗ quẹo phía trước, người đàn ông tóc vàng sửng sốt một chút, thầm mắng một tiếng, sải bước đuổi theo. Đáng chết, ngò y đàn ông tóc vàng phẫn nộ, dưới loại tình huống này, hắn cũng chưa từng bị thua. Hắn xem qua tư liệu về mục tiêu này, chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Một thiếu niên Trung Quốc 17 tuổi lại có thể tránh thoát súng của hắn ở khoảng cách gần như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông tóc vàng vọt tới chỗ quạo, nhưng bóng dáng Tống Thu đã không còn nữa. Ra đây đi, ngươi trốn không thoát, ta đã thấy ngươi rồi, tiểu tử. Người đàn ông tóc vàng cầm súng tìm kiếm con mồi cửa mình. Từng bước một, trong phòng thay quần áo, Tống Thu cảm giác được thanh âm bước chân càng ngày càng gần. Hít một hơi thật sâu. Tống Thu cố gắng làm cho tim mình ổn định lại, đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, dám trực tiếp nổ súng trong trường hợp này, khiến Tống Thu nghĩ đến lính đánh thuê Hắc Liêm đêm qua. Đây là thế lực nước ngoài duy nhất hắn từng tiếp xúc. Đụp, một cánh cửa đã bị đá văng ra, Tống Thu không còn đường tránh né. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh, Tống Thu nhanh chóng cởi áo của mình ra. Hít một hơi thật sâu, một cơ hội, lại lá một tiếng rầm rầm, cửa phòng bên cạnh bị đá văng ra. Tống Thu quyết đoán hành động, áo trong tay mạnh mẽ ném về một bên, người đàn ông tóc vàng nổ súng gần như theo phản xạ. Đoàng đoàng, 2 phát súng liên tiếp, đồng thời, thân ảnh Tống Thu tựa như hổ báo lao ra, kỳ lân bộ pháp trong nháy mắt thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn nhất định phải nhanh, dù cho chỉ có 1 giây, đều có thể bị người đàn ông tóc vàng phản ứng kịp, 1 phát súng đoạt mạng. Tốc độ của Tống Thu nhanh chưa từng có, tinh thần lực càng thêm tập trung trước nay chưa từng có. Kỳ lân bộ pháp phối hợp cửu hương quyền. Một quyền này ở trên cổ tay người đàn ông tóc vàng, lại thuận thế vung quyền đánh ra ngoài. Người đàn ông tóc vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết kêu rên rỉ, súng ống trong tay ngã trên mặt đất, thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Vèo, Tống Thu tựa như mũi tên bay tới, vung quyền như mưa, điên cuồng đánh vào mặt người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông tóc vàng phát ra thanh âm kêu thảm thiết như giết heo, cuối cùng mặt đầy máu hôn mê.
Bên ngoài một trận âm thanh bước chân dồn dập truyền tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Hùng Trần Nhạc cùng mấy đệ tử tinh anh quyền quán đã vào tới, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều đại biến. Giữ hắn ta lại, Tống Thu Phi một tiếng, đá một cước sủng ống trên mặt đất, chỉ có chút võ vẽ mèo cào này, cũng dám đến tinh anh quyền quán ta giết người. Tổng Thu nhặt điện thoại di động của mình về, gọi điện thoại cho Sở Trần. Anh rể, sát thủ đã giải quyết xong. Ngữ khí Tống Thu thoải mái, không có gì khó khăn, quả thực không cần tốn nhiều công sức a. Nghiêm túc mà nói, sát thủ như vậy, đến bao nhiêu em đánh bấy nhiêu. Vậy thì tôi yên tâm rồi, có thời gian phát huy. Sở Trần nói, tôi nhận được tin tức, ít nhất có 30 lính đánh thuê Hắc Liêm lẻn vào Thiền Thành, rõ ràng chính là tính mạng của mấy người chúng ta. Nụ cười trên khuôn mặt Tống Thu dần dần ngưng động, Tống Thu vừa định đi ra khỏi quyền quán. Sở Trần liền nhanh chóng nhắc nhở, cậu đừng đi ra ngoài, liền ở bên trong, tôi hiện tại ở bên ngoài quyền quán. Bên ngoài tinh anh quyền quán, bên trong một chiếc taxi tầm thường, ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen cách đó không xa, ánh mắt lạnh như bảng. Hắc Liêm sở dĩ nhanh như vậy chiếm được hành tung của Tống Thu, là bởi vì có lực lượng của bọn côn đồ ở Thiền Thành cung cấp tin tức cho Hắc Liêm. Trên đường Sở Trần đi tới tinh anh quyền quán, nhận được điện thoại của Vinh Đông. Sau khi Hắc Liêm tiến vào Thiền Thành, tất cả tin tức đều do đám người Diệp Thiếu Hoàng cung cấp. Vinh Đông trước tiên thông báo cho Sở Trần. Điện thoại của Vinh Đông lại gọi tới. Đã xác định, giọng nói của Vinh Đông trầm thấp, mà Hắc Liêm liên lạc, biển số xe là, Sở Trần nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, cảm ơn. Đầu dây bên kia, Vinh Đông dừng một chút, trước kia tôi không có lựa chọn nào khác, hiện đã chọn để trở thành một nội ứng tuyệt vời. Vinh Đông cúp máy. 5 phút đã trôi qua, bên trong xe, lông mày của người phụ nữ dần dần nhíu lại. Một lát sau, người phụ nữ quyết định ra lệnh, rời khỏi đây ngay lập tức. Vượt quá thời gian, coi như hành động thất bại, thấy chiếc xe phía trước không? Sở Trần ngồi trong xe, trầm giọng nói, anh có thể đuổi theo hay không? Nhưng, không thể quá mức rõ ràng, miễn cho đừng để đối phương phát hiện, phương diện giá cả không cần lo lắng. Sở sư phụ anh cử yên tâm. Tôi ở Thiền Thành chạy 20 năm, hôm nay hắn bị tôi để mắt tới, tuyệt đối chạy không thoát. Anh trai tài xế đạp chân ga. Sở Trần sửng sốt, anh biết tôi. Nam quyền tông sư Sở Trần, nhưng là niềm tự hào của quyền giới Thiền Thành chúng ta. Tài xế thẳng thắn nói, thanh âm lập tức hạ thấp, Sở sư phụ, người anh muốn theo dõi, không phải là Tống Tam tiểu thư chứ. Ngọn lửa bát quái nồng đậm thiêu đốt trong mắt, nhưng, kỹ thuật lái xe của tài xế cũng không phải nói khoác, hơn nữa. Làm cho Sở Trần kinh ngạc chính là, khi lạc vào cửa Hồng Lục, đối phương gọi mấy cuộc điện thoại, lập tức liền tìm được vị trí mới nhất của xe. Tài xế taxi Thiền Thành, đồng hương của tôi có hàng chục, muốn tìm một chiếc xe không phải là dễ dàng. Người lái xe là đương nhiên, làm cho Sở Trần cảm thấy bất ngờ lại hợp tình hợp lý chính là, xe của đối phương thế nhưng chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn Hoàng Đình. Xem ra, Diệp Thiếu Hoàng không chỉ cung cấp tình báo cho Linh đánh thuê Hắc Liêm, mà còn lấy khách sạn Hoàng Đình làm ổ trộm. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng nheo lại, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiếu Hoàng thỉnh thoảng dùng động tác nhỏ sau lưng anh, Sở Trần lười để ý tới, lần này, việc Diệp Thiếu Hoàng làm, đã hoàn toàn chạm đến điểm mấu chốt của Sở Trần. Dĩ nhiên là khách sạn Hoàng Đình, tài xế đại ca khiếp sợ, nhìn đầu Sở Trần, lão ca, chuyện này nhớ kỹ nhất định không được lên tiếng, nếu như anh có hứng thú, ngày mai có thể lưu ý tin tức một chút. Sở Trần nói, à, anh trai tài xế phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, tôi hiểu, tỏi hiểu. Sở Trần, anh hiểu cái gì eo? Sớm biết đối phương muốn tới khách sạn Hoàng Đình, anh liền lười đi theo dõi. Sở Trần vừa xuống xe, liền nhận được tin tức của Vinh Đông, người phụ trách lính đánh thuê Hắc Liêm đã tiến vào khách sạn Hoàng Đình, các thành viên lính đánh thuê Hắc Liêm còn lại, tối nay sẽ đến Hoàng Đình, hành động cụ thể không rõ. Không thể không nói. Công việc nội ứng của Vinh Đông, vô cùng xuất sắc. Điều này cũng là nhờ vào cách thiết lập của hắn, Diệp Thiếu Hoàng căn bản không phòng bị trước mặt hắn, đương nhiên sẽ không ngờ, Vinh Đông đã sớm trở thành nội ứng của Sở Trần. Trong mắt Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông còn muốn NSLN thấy Sở Trần chết hơn hắn. Khách sạn Hoàng Đình, trong phòng làm việc, người phụ nữ nước ngoài kia tên là Monia, người phụ trách lính đánh thuê Hắc Liêm ẩn nấp ở Trung Quốc. Hành động vừa rồi đã thất thủ sao Sở Trần bọn họ nhất định sẽ cảnh giác. Thần sắc Diệp Thiếu Hoàng ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu đêm nay hành động,
tôi hoài nghi bọn họ nhất định sẽ có phòng bị. Chỉ có thể là đêm nay, thời gian càng kéo dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Monia nhẹ nhàng đẩy ánh mắt một chút, ngữ khí lạnh nhạt, nếu không, một khi kinh động đến cục đặc chiến Trung Hoa, cục đặc chiến tham dự vào, chúng ta càng không có cơ hội đánh chết mục tiêu. Đêm nay, Diệp Thiếu Hoàng đứng lên, đi bộ vài bước, bốn mục tiêu, hẳn là đều ở Tống gia. Vậy thừa dịp đêm khuya, trực tiếp vào giết. Trên người Monia mơ hồ tản ra chết chóc lạnh lẽo, sau đó lập tức rút lui, chọn tuyến đường bằng thành, từ trên rút lui, một khi đã lên tàu, cho dù cục đặc chiến Trung Quốc không làm gì được Hắc Liêm chúng tôi. Trực tiếp vào giết, Vinh Đông có chút kinh ngạc, động tĩnh lớn như vậy, còn kịp rút lui sao? 5 phút, Monia năm ngón tay duỗi ra, hành động đột sát của chúng tôi là 5 phút, sau đó lập tức rời khỏi hiện trường. Tổng hợp tư liệu phân tích của các người, trong 4 mục tiêu, thực lực của Ninh Tử Mặc là mạnh nhất, tiên thiên võ giả, 3 người còn lại đều ở dưới tiên thiên, dưới đạn dày đặc bắn ra, bọn họ chỉ có một kết quả, chính là tử vong. Còn nữa, đây là động tĩnh lớn gì? Monia cười khinh miệt, chỉ sự anh chưa từng thấy qua, hình ảnh Hắc Liêm chúng tôi từng trực tiếp nổ tung xe buýt trên đường phố náo nhiệt, đồng tử Vinh Đông mở to, một lúc lâu sau, kích động lên, nói như vậy, Sở Trần đêm nay chết chắc rồi. Hắn sớm phải chết rồi. Diệp Thiếu Hoàng nắm chặt nắm tay, cơ hội lần này khó có được, không chỉ có thể kết giao với chữ gia, còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm cho Sở Trần vĩnh viễn biến mất, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Khuôn mặt Diệp Thiếu Hoàng có vài phần vặn vẹo, lần lượt đối mặt với Sở Trần thất bại sau đó, tâm tính của hắn đã sụp đổ. Chỉ có Sở Trần triệt để biến mất, hắn mới cam tâm. Vinh Đông nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Hoàng, âm thầm thờ dài một tiếng, trước kia sao lại không cảm thấy, người này càng nhìn càng khiến người ta chán ghét. Thật xấu xí, rát nhanh, Vinh Đông truyền tin tức cho Sở Trần. Hành động là đêm nay, nhưng thời gian cụ thể là không chắc chắn. Sở Trần trở về biệt thự Tống gia, chuyện Tống Thu gặp phải tập kích kinh động mọi người Tống gia, ngay cả Tống lão gia tử rất ít xuất hiện cũng vội vàng xuất hiện. Ông nội, yên tâm đi. Lúc Sở Trần vừa mới đi vào đại sảnh, Tống Thu đang mở miệng với Tống Trường Thanh, cũng chỉ là một tay đấm bất nhập lưu, căn bản không phải là đối thủ của cháu, đừng quên, cháu hiện tại chính là đệ tử thân truyền của anh rể về rồi. Sở Trần, Tống Trường Thanh hỏi, hôm nay người tập kích Tiểu Thu, là thân phận gì, điều tra rõ ràng chưa? Cảnh sát đã điều tra, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Sở Trần mỉm cười, yên tâm đi, lão gia tử, Tiểu Thu nói rất đúng. Chỉ là một đám gia hỏa bất nhập lưu mà thôi. Tống Trường Thanh như chút được gánh nặng gật gật đầu. Tống Thu, hóa ra mình nói nửa ngày, cũng không bằng một câu nói của anh Sauri. Tống Nhan nhìn Sở Trần một cái, cô đoán được sự tình không đơn giản như vậy, nhưng, cô cũng không hỏi nhiều. Sau khi người một nhà ăn cơm tối xong, mấy người Sở Trần đi tới bên cạnh cột hoa mai bên hồ Tống gia. Anh rể, xác định là lính đánh thuê Hắc Liêm. Tống Thu rốt cục nhịn không được. Khẩn cấp hỏi, đêm nay, có lẽ sẽ có khoảng 23 lính đánh thuê Hắc Liêm đến nhà chúng ta. Sở Trần nói, mục tiêu chính là ta, Tiểu Mặc, Tiểu Thu, còn có, Sở Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Hoàng Phủ Minh Chủ, người cũng thành mục tiêu của Hắc Liêm. Đến đúng lúc, Tống Thu hừ một tiếng, xoa tay, để cho bọn họ tất cả đều có tới mà không có về. Lính đánh thuê Hắc Liêm mỗi người đều là kẻ liều mạng. Ninh Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, một khi 23 lính đánh thuê Hắc Liêm cầm súng xông vào Tống gia, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chúng ta có thể trốn đi chờ thời cơ mà động, nhưng những người khác thì sao? Nghe vậy, sắc mặt Tống Thu cũng biến đổi, hay là, chúng ta có thể yêu cầu cảnh sát bảo vệ nhà Tống gia? Hoàng Phủ Hòa Ngọc trầm ngâm một lát, chỉ cần có cảnh sát xuất hiện, LNS đánh thuê Hắc Liêm cho dù có lá gan to lớn, cũng tuyệt đối không dám giết tới. Cảnh sát bảo vệ chỉ là một kế hoạch nhất thời. Sở Trần nói, ta biết lính đánh thuê Hắc Liêm đêm nay sẽ tập hợp ở nơi nào, có lẽ, chúng ta có thể xuống tay trước. Nghe vậy, ánh mắt mấy người sáng lên, nhìn Sở Trần. Nơi các người đều không xa lạ gích, Sở Trần thản nhiên nói, khách sạn Hoàng Đình. Vừa dứt lời, trong lòng Tống Thu chấn động, chợt phẫn nộ vô cùng, Diệp Thiếu Hoàng cáo kết với thế lực ở nước ngoài, Diệp gia đang chết một dấu giếm thế lực ở nước ngoài, chỉ dựa vào tội danh này. Diệp gia đang tự diệt vong. Ninh Tử Mặc nói, nhưng mà, lấy vị trí của khách sạn Hoàng Đình, nếu như chúng ta xuất kích trước, đối phương là nhiều kẻ liều mạng cầm vũ khí hạng nặng như vậy, những khách nhân khác trong khách sạn chỉ sợ sẽ trực tiếp làm vào hiểm cảnh. Xem ra,
vẫn phải dựa vào tổ đột kích. Sở Trần lẩm bẩm một tiếng. Ở bến tàu Thiên Bằng, Sở Trần tận mắt thấy được hành động của tổ đột kích, lôi đình nhanh chóng, dứt khoát lưu loát, bọn tội phạm ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Tiếng chuông điện thoại di động Sở Trần vang lên, lấy ra NSLN thoáng qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thật sự là mệt mỏi, lập tức có người đưa gối đầu tới. Sở Trần đi tới một bên nghe điện thoại, cô Đào. Giang Ánh Đào cũng nhận được tin Tổng Thu bị xạ thủ tập kích, phản đoán ra LNS đành thuê Hắc Liêm đến. Khi nghe Sở Trần nói tối nay lính đánh thuê Hắc Liêm sắp tập trung ở khách sạn Hoàng Đình, Giang Ánh Đào trực tiếp mừng rỡ, lập tức tỏ vẻ xin hành động với tổ đột kích. Sở Trần hoàn toàn yên tâm, cúp điện thoại, xem ra, tối nay chúng ta lại chỉ có thể xem kịch. Cộ tổ đột kích hành động, Sở Trần vô cùng yên tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Trần lại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Vinh Đông gửi tới, kế hoạch có thay đổi, lính đánh thuê Hắc Liêm không tập hợp ở khách sạn Hoàng Đình. Ngay cả Diệp Thiếu Hoàng Diệp cũng không biết địa điểm cụ thể họ tập hợp. Sắc mặt Sở Trần hơi đổi. Lính đánh thuê Hắc Liêm làm sao có thể tạm thời thay đổi chủ ý? Sở Trần hỏi một tiếng, thần sắc nhẹ nhàng, cứ như vậy, thông qua cuộc đặc chiến nhanh chóng vây quét lính đánh thuê Hắc Liêm trực tiếp bị nhỡ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn tập hợp ở Hoàng Đinh. Vinh Đông trả lời Sở Trần, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà... Hiện tại ngay cả Diệp Thiếu Hoàng Diệp cũng không biết địa điểm tập hợp lính đánh thuê Hắc Liêm. Nhưng, người phụ trách của bọn họ, sẽ ở lại Hoàng Đình. Tiếp tục chú ý cẩn thận, còn có chú ý an toàn. Sở Trần cúp điện thoại, thông báo tin tức cho mấy người. Đám liều mạng này đi trên ranh giới của tử thần, làm sao có thể dễ dàng bại lộ hành tung của mình. Hoàng Phủ Hòa Ngọc thở dài một hơi, thần sắc ngưng trọng lên, cứ như vậy, bọn họ tương đương với một quả bom hẹn giờ. Tùy thời đều có thể kích nó. Trong lòng Tống Thu căng thẳng, hắn đối với an nguy của Minh không lo lắng, thế nhưng, một khi đám liều mạng này xâm nhập Tống ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể áp dụng phương pháp thứ hai, thỉnh cầu cục đặc chiến bảo vệ, tuy rằng sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng mà, trước tiên bảo vệ Tống ra, sau đó ở Thiền Thành triển khai thăm dò địa thảm, cháu cũng không tin tìm không ra đám lính đánh thuê này. Ninh Tử Mặc nhìn Sở Trần. Đây là cách duy nhất, dù sao mục tiêu của Tống gia lớn như vậy, kẻ địch lại ẩn núp ở trong bóng tối. Sở Trần lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho Giang Ánh Đào, nói cho cô biết tình huống mới nhất. Giang Ánh Đào cũng có chút trở tay không kịp, sau khi tỉnh táo, lập tức an bài, tôi bảo tổ đột kích chia làm hai đường, một đường kế hoạch ban đầu không thay đổi, đột kích khách sạn Hoàng Đình, bắt được người phụ trách Hắc Liêm, một đường khác chạy tới Tống gia. Được, Sở Trần nói, nhưng... Tổ đột kích khi tới Tống gia, tôi hy vọng trước khi Hắc Liêm xuất hiện, có thể ẩn nấp hành tung, tạm thời không tiếp cận Tống gia. Vừa dứt lời, đám người Tống Thu không khỏi ngây người, nhìn Sở Trần. Giang Ảnh Đào nhíu mày, hành động của Hắc Liêm sẽ rất nhanh chóng, nếu tổ đột kích không bố trí trước, đến lúc đó chỉ sợ sẽ ứng phó không kịp. Tôi đến ứng phó, Sở Trần nói, tuy rằng có chút phiền toái, nhưng mà, muốn giải quyết đám lính đánh thuê tự chui đầu vào lưới này cũng không khó. Sở Trần thờ dài một chút, vốn còn muốn trực tiếp để cho cục đặc chiến ra tay, mình có thể tiết kiệm chút chuyện, hiện tại xem ra, vẫn phải tự mình đến làm việc. Đầu dây bên kia, Giang Ánh Đào trầm mặc một hồi, vậy, tổ đột kích, sau khi tôi bắt đọc người, tổ đột kích lại đến đưa họ đi. Sở Trần không cần suy nghĩ trả lời. Giang Ánh Đào, tổ đột kích chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Ánh Đào nhìn không được hỏi, Sở Trần, anh thật sự được sao? Không vấn đề, Sở Trần vô cùng tự tin. Không đợi Giang Ánh Đào đáp lại, Sở Trần cũng đã cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn thấy ba người đang nhìn chằm chằm mình, Sở Trần nghi hoặc làm sao vậy? Anh rể, anh thật sự có biện pháp đối phó đám lính đánh thuê này? Tống Thu hỏi, Sở Trần gật đầu, cậu còn nhớ lúc trước từ Hoàng Đinh đi ra, tôi làm sao dẫn dắt những người vinh quang quyền quán truy đánh không? Ánh mắt Tống Thu tràn đầy dấu chấm hỏi. Sở Trần mỉm cười, kỳ môn có thủ đoạn. Quy định phạm vi hoạt động. Vừa dứt lời, ánh mắt Tống Thu nhất thời sáng lên. Thủ đoạn kỳ môn, đối với thủ đoạn kỳ môn của Sở Trần, Tống Thu vừa sùng bái vừa khao khát, đáng tiếc mình học không đua ấp C. Ý của Sở Thúc là, biến toàn bộ Tống ra thành nhà tù, để cho lính đánh thuê Hắc Liêm tự chui vào lưới. Ninh Tử Mặc căn cứ theo ý nghĩa đen lý giải, ánh mắt toát ra chờ mong, dù sao, hắn tự mình trải qua quan tâm trận của Sở Trần, biết sự huyền diệu của kỳ môn trận pháp. Cũng có thể nói như vậy. Sở Trần ngẩng đầu đảo qua,
nhưng, phạm vờ lờ Tống gia quá lớn, phải chuẩn bị không ít tài liệu, bố trí một chút. Hoàng phủ Hòa Ngọc có chút bối rối, làm cho Tống gia biến thành nhà tù. Hắc, Hoàng phủ thúc, thúc chờ xem kịch hay là được rồi. Tông Thu đối với lời nói của Sở Trần là không hề giữ lại tin tưởng. Tiểu Thu, lái xe tới đây, tôi cùng cậu đến quán nhỏ Tinh La chuẩn bị tài liệu, Sở Trần nói, Tiểu Mặc, Hoàng phủ thúc, các người ở tại chỗ này, phòng ngừa ngoài ý muốn. Dừng một chút, Sở Trần sau đó trầm giọng nói, còn nữa, thông báo cho mọi người, không nên đi lại, ở trong phòng không được mở cửa sổ. Không cần nói cho bọn họ biết chuyện Linh đánh thuê Hắc Liêm, chỉ cần nói là chuyện hôm nay Tiểu Thu gặp phải tập kích, cảnh sát bố trí một cuộc diễn tập ở Tống gia. Mỗi người hành động, nửa giờ sau, Sở Trần đứng ở cửa quán nhỏ Tinh La, nhìn cửa lớn khóa chặt, có loại cảm giác buồn bã như mất mát, nửa hồi, phục hồi tinh thần lại, mở cửa, nhìn thoáng qua một đống sách bày bên cạnh, lần đầu tiên NSLN thấy Tiểu Vô Ưu chính là ở trong đống sách chui ra. Hiện tại hẳn là đến cửu huyền môn rồi, Sở Trần tự nhủ, sau khi đi vào, vẽ không ít bùa cùng với chuẩn bị không ít tài liệu bố trí trận pháp muốn dùng sau đó, rời khỏi quán nhỏ Tinh La. Trở lại Tống gia, Hoàng phủ Hòa Ngọc thấy trong tay Sở Trần cầm các loại bùa, trong mắt đều sắp lồi ra, liền dùng những thứ này, đối phó với lính đánh thuê Hắc Liêm. Hoàng phủ Hòa Ngọc có cảm giác khó tin. Hoàng phủ thúc, cháu không phải nói sao, chúng ta liền chờ xem kịch hay. Tống Thu cười mở miệng. Sở Trần đi một vòng quanh tường vây Tống gia, đêm nay bảo vệ trực ban cũng đặc biệt nghỉ phép trở về nghỉ ngơi. Bên ngoài có đèn xe bật sáng. Sở Trần ngẩng đầu nhìn qua, dĩ nhiên là Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh. Ánh mắt Tống Thu dừng lại trên người Giang Ánh Đào trong nháy mắt, trực tiếp hóa đá, ánh mắt mở to, trái tim không tự chủ càng tăng thêm. Người phụ nữ này quá quyến rũ, váy màu tím phác họa dáng người hoàn mỹ, một nụ cười đều hồn siêu phách lạc. Cô Đào, sao cô lại tới đây? Sở Trần mỉm cười nghênh đón. Giang Ánh Đào ngẩng đầu đảo qua bốn phía, tôi không đến làm sao biết anh có được hay không? Tối nay cô liền biết. Tống Thu phục hồi tinh thần lại, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Trần. Từ cuộc đối thoại của hai người, Tống Thu hiểu. Khó trách anh rể không cho người khác đi ra đi lại, khẳng định là sợ bị bắt gặp, a, đàn ông. Có một chòi nghỉ mát bên hồ Tống. Sở Trần bảo Tống Thu mang bộ trà tới, mấy người vừa uống trà vừa tán gẫu. Thời gian trôi từng giây từng phút. Trong chòi nghỉ mát, Sở Trần khí định thần nhàn, thường trà nói chuyện phiếm, Giang Ánh Đào có chút không yên lòng đáp lại. Con người không che giấu được lo lắng, cuối cùng vẫn nhịn không được lại mở miệng, Sở Trần, thật sự không cần tổ đột kích bố trí trước sao. Tổ đột kích đã vào vị trí nếu như đám lính đánh thuê này toàn bộ tập hợp ở Hoàng Đình, tôi ngược lại hy vọng tổ đột kích có thể một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng bây giờ, Sở Trần lắc đầu, kẻ địch ở chỗ tối, đêm nay nếu như không giải quyết bọn họ, hậu hoạn vô cùng. Nhưng, Giang Ánh Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh, vẫn có chút không thể tin được, cứ như vậy. Còn có thể giải quyết lính đánh thuê Hắc Liêm. Nếu như không phải ở bến tàu Thiên Nghiệp đã từng chứng kiến sự thần kỳ của bùa hộ mệnh Sở Trần tặng cô, Giang Ánh Đào càng sẽ không tin. Sở Trần nhìn thoáng qua thời gian, một khi lính đánh thuê Hắc Liêm bắt đầu tiến vào Tống gia, tổ đột kích ẩn núp ở Hoàng Đình phải cùng hành động, bắt được người phụ trách của Hắc Liêm. Giang Ánh Đào gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Trần. Sở Trần mỉm cười thưởng thức một ngụm trà. Thần sắc toát ra chờ mong. Đây chính là tăng cường không được ra khỏi phạm vi quy định. Thủ đoạn kỳ môn thật sự, chỉ chờ lính đánh thuê Hắc Liêm đến xác minh. Khách sạn Hoàng Đình, trong phòng làm việc của Diệp Thiếu Hoàng. Vinh Đông ngồi trên sofa, trong phòng làm việc rất yên tĩnh. Diệp Thiếu Hoàng tuy rằng cũng nhìn như yên ổn ngồi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Monia ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao chuyện sắp xảy ra tối nay cũng chấn động cả Thiền Thành, thậm chí cả Trung Quốc. Trong lãnh thổ Trung Quốc, các vụ nổ súng là cực kỳ nhạy cảm. Đương nhiên, Diệp Thiếu Hoàng càng để ý chính là lính đánh thuê Hắc Liêm có thể thành công hay không. Vừa qua rạng sáng, Diệp Thiếu Hoàng rốt cục không kiềm chế được lòng tò mò của mình, đứng lên, đi về phía người phụ trách Hắc Liêm Monia, trầm giọng hỏi các người chuẩn bị khi nào hành động. Một trong những thuộc hạ của các người bây giờ trong tay cảnh sát, tôi lo lắng, anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, chờ đợi tin tốt của chúng tỏi. Monia cười tủm tỉm nói, Trung Quốc các người không phải có một câu cổ xưa, Diêm Vương muốn người ta canh ba chết, sẽ không giữ người đến canh năm, đối với Hắc Liêm chúng tôi mà nói, những lời này áp dụng giống vậy. Diệp đại ca chỉ là khẩn cấp muốn nghe tin cầu tặc Sở Trần kia bị giết.
Vinh Đông cười mở miệng nói, dù sao sâm banh tôi đã chuẩn bị xong, tất cả đều chờ hành động của các người. Monia nhìn thoáng qua thời gian, khuôn mặt bật cười, cũng sắp bắt đầu hành động rồi, anh yên tâm, trước khi hành động chúng tôi sẽ quan sát tình huống xung quanh, nếu có cảnh sát bố trí phòng thủ trước, chúng tôi sẽ hủy bỏ hành động, sau đó lại tùy thời mà động. Diệp Thiếu Hoàng gật gật đầu, không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Từ khi tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan bắt đầu, hắn dường như lâm vào ngày bị Sở Trần chi phối. Trong giới kinh doanh ở Thiền Thành đã từng hăng hái như thế nào, phảng phất trong một đêm trực tiếp bị tầng tầng lớp, không còn biện pháp đổi màu phát sáng. Diệp Thiếu Hoàng tìm mọi cách muốn dẫm Sở Trần dưới chân, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vậy thì, chỉ có một con đường cuối cùng, hơn nữa vĩnh viễn dứt điểm hậu hoạn, đó chính là làm cho Sở Trần vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Sở Trần, đều là ngươi bức ta à. Diệp Thiếu Hoàng nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng dữ tợn. Vinh Đông nhìn Diệp Thiếu Hoàng, nội tâm cười lạnh. Từ không lâu trước đó, Vinh Đông cũng đã nhận được tin tức của Sở Trần, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hành động của lính đánh thuê Hắc Liêm. Tôi đợi ngày này, cũng đợi lâu lắm rồi. Vinh Đông tình cảm dạt dào, hắn càng ngày càng hưởng thụ vai diễn hiện tại của mình. Đúng một giờ sáng, điện thoại di động của Monia reo. Monia nhìn thoáng qua, mỉm cười, 3 phút sau, bắt đầu hành động, thời gian hành động là 5 phút, nói cách khác, trong vòng 10 phút, có thể nghênh đón tin tức tốt mà các người chờ. Đồng tử Vinh Đông co rụt lại, ảm thầm nắm chặt nắm tay, hắn muốn lập tức thông báo cho Sở Trần, nhưng trong lúc này, hắn không có lý do gì để đi ra ngoài. 3 phút, Diệp Thiếu Hoàng nín thở, cả người tựa như bị điện giật. Lần này, Sở Trần nhất định số kiếp đã định, dưới sự đánh túi bụi của lỉnh đánh thuê Hắc Liêm. Đừng nói Sở Trần một võ giả ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào, cho dù là tông sư, cũng không nhất định có thể dễ dàng ứng phó. Diệp Thiếu Hoàng tin tưởng vững chắc vào điều này. 1 phút, 2 phút, ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng thủy chung NSLN chằm chằm Monia. Khi Monia hạ lệnh 2 chữ, hành động sao, cổ người Diệp Thiếu Hoàng căng thẳng, nhìn chằm chằm đồng hồ. Monia nói, trong vòng 5 phút, kết thúc hành động. Điều này có nghĩa là tiếng súng vui tai sắp vang vọng khắp Thiền Thành. Tạm biệt, Sở Trần. Diệp Thiếu Hoàng nở nụ cười, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc khó hiểu. Lính đánh thuê Hắc Liêm đã tiến vào Tống gia. Monia tuy rằng không có ở hiện trường, nhưng rõ ràng nắm giữ từng bước hành động. Cô sắp phát sóng trực tiếp hành động lối đinh này với Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông, để họ có thể nhìn thấy lực lượng thật sự của Hắc Liêm. Không nói gạt các người. Lúc này đây dẫn đội lính đánh thuê Hắc Liêm đến Trung Quốc, dẫn đầu là Hadesley. Monia khóe miệng khẽ nhếch lên, vương giả của giới lính đánh thuê, từng có người sắp xếp vua lính đánh thuê quốc tế, Hadesley đứng trong top 100. Một cỗ lực lượng như vậy, trong vòng 5 phút, quét ngang một tòa trang viên không hề phòng bị, quả thực dễ như trở bàn tay. Ấp tường vây tống ra, Hadesley xoay người tiến vào, khuôn mặt lộ ra nụ cười, mọi người, chém giết bắt đầu. Hadesley một thân áo gió màu đen, bước nhanh về phía trước, hắn đã sớm nhớ rõ địa hình trang viên này, một đường đi về phía trước, đồng thời cùng Monia giữ liên lạc. Hắc, chúng tôi đã thành công tiến vào, không có một chút trở ngại, mục tiêu của chúng ta phòng chừng đang nằm sấp trên bụng nữ nhân đi. Monia nở nụ cười, chúc mừng anh, Hadesley, sau đêm nay, tên của anh sẽ nổi tiếng khắp Trung Quốc. Hadesley cười một cách hợp lý, luận năng lực chiến đấu mà nói. Hắn tự hỏi mình không địch lại tiên thiên võ giả, nhưng súng trong tay hắn lại giết không ít tiên thiên võ giả. Đêm tập kích tổng ra, chính là muốn đánh bọn họ trở tay không kịp. Trích dẫn một câu, Hắc Liêm của chúng ta không nói về võ đức, vậy thì sao? Ha ha ha, Hadesley kiêu ngạo đi về phía trước. 2 phút sau, Monia không khỏi hỏi, tại sao tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng súng? Trong vòng 5 phút đã nói chấm dứt chiến đấu, nhưng hiện tại đã môn phút trôi qua. Đầu dây bẻn kia tựa hồ còn vô cùng yên tĩnh. Trang viên Tống gia so với tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn rất nhiều. Hadesley lau mồ hôi trên trán, hắn bảo trì tốc độ 2 phút đồng hồ đi tới, thế nhưng còn chưa vòng qua hồ nước phía trước, đến gần vị trí biệt thự, trang viên Tống gia cũng quá lớn đi. Monia cau mày, thêm 3 phút nữa, trong phòng làm việc, Diệp Thiếu Hoàng một mực đếm thời gian, 5 phút vừa đến, đột nhiên mở to hai mắt, vô cùng chờ mong nhìn Monia. Monia đang ngẩn ra, tiếng súng đâu, cô chỉ nghe thấy giọng nói của Hadesley hay mệt mỏi thò sao hổn hển. 5 phút chạy như điên, thế nhưng còn chưa tới gần biệt thự Tống gia.
Mẹ nó, trang viên Tống gia cũng quá lớn rồi. Hadesley đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh, có chút mờ mịt, hỏi người bên cạnh một chút, các người nhìn xem, nơi này, chúng ta vừa đi ngang qua à? Lính đánh thuê bên cạnh đều nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Đúng à, tôi nhớ tới, nơi này vừa rồi không phải vừa vặn đi qua sao? Tôi nhớ chiếc lá này tôi vừa lấy hát ra. Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang đi vòng quanh ngà. Chúng ta có phải gặp quỷ không? Trung Quốc quá đáng sợ, tôi muốn về nhà. Thần sắc của lính đánh thuê Hắc Liêm trắng bệch, ánh mắt có rõ ràng bất an, theo bản năng nắm chặt binh khí trong tay. Không biết là điều đáng sợ nhất, y sao lại như vậy? Monia lập tức đứng lên khỏi sofa. Tất cả lính đánh thuê đều không thể đến gần biệt thự. Mọi người mau rút lui. Không thể ra ngoài, không thể tìm thay con đường. Thanh âm của Hadesley gần như mang theo tuyệt vọng. Tôi nhớ tới, đây chỉ sợ là kỹ thuật của người Trung Quốc. Thanh âm dừng lại, thanh âm của Hadesley mang theo bi phẫn. Sở Trần không nói võ đức, cỏ bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính đối súng. Monia bối rối, Diệp Thiếu Hoàng ở một bên cũng trợn tròn mắt, lại thất bại. Thật lâu sau, Monia đột nhiên giật mình, đi. Monia quyết đoán xông về phía cửa, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá vỡ. Đều không được nhúc nhích, bộ phận hành động đặc biệt của Trung Quốc, các người đã bị bắt. Âm thanh lạnh, sắc mặt Diệp Thiếu Hoàng tái nhợt, một cỗ hán khí rút ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn thân. Bộ phận hành động đặc biệt của Trung Quốc, mấy chữ này xuất hiện, đối với Diệp Thiếu Hoàng mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Xong rồi, Diệp Thiếu Hoàng ngả ngồi trên mặt đất, cả người mềm nhũn ra. Khi hai người đàn ông phía sau Monia chuẩn bị rút súng ra, họ đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Trong lòng Hadesley đột nhiên chấn động, hắn cũng nghe thấy tiếng súng. Mọi người đi theo tôi. Hadesley cố gắng giữ bình tĩnh. Bên hồ Tống, chòi nghỉ mát, ánh mắt mấy người giang ánh đào rơi vào trên người Sở Trần, mang theo không thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được, Sở Trần lại thật sự có bản lĩnh để cho đám lính đánh thuê này ở gần vòng quanh tường vây. Họ thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lính đánh thuê đi ngang qua hồ. Nhưng đối phương lại không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Đây chính là thủ đoạn kỳ môn thần kỳ, quy định phạm vi hoạt động. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng ngây người, đêm nay xem như là có kiến thức. Kỳ thật cũng chưa nói tới thủ đoạn kỳ môn rất cao minh, chỉ là đám lính đánh thuê này đối với kỳ môn hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Sở Trần khoát tay áo, nói tổ đột kích không sai biệt lắm cũng nên hành động rồi. Quy định phạm vi hoạt động tuy rằng hiệu quả cực tốt, nhưng có thể kéo dài thời gian không lâu, một khi hiệu quả ảo trận không còn, đám lính đánh thuê này có thể dễ dàng đi ra. Giang Ánh Đào không chút do dự, lập tức hạ lệnh cho tổ đột kích hành động. Làm cho Sở Trần bất ngờ chính là, trước khi tổ đột kích hành động, đám lính đánh thuê này lại lần lượt nhảy xuống hồ. Đây là thao tác gì? Khi may người nhìn về phía Sở Trần, phát hiện Sở Trần cũng là sửng sốt một chút. Trong hồ nước, Hadesley phấn khích, hồ nước rất lạnh, có nghĩa là đó là sự thật, chúng ta chắc chắn có thể bơi qua. Tùm, tùm, những lính đánh thuê không ngần ngại nhảy xuống, bơi về phía bờ bên kia. Rất nhanh, Hadesley là người đầu tiên lên bờ, chẽn bờ, một trái một phải hai người đưa tay tới, nào, nhanh lên một chút, hai người kéo Hadesley lên bờ. Cảm ơn, anh bạn. Sau khi Hadesley theo bản năng trả lời một câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ai đã kéo hắn? Không đợi Hadesley kịp phản ứng, phía sau đã có súng ống chỉ vào hắn, bộ phận hành động đặc biệt Trung Quốc, anh đã bị ba chồi. Còng tay lạnh lẽo nằm trên tay Hadesley. Những người còn lại bơi cùng Hadesley cũng bị đối xử như vậy. Một, hai, ba, cả đám đều ở dưới tình huống cực kỳ chết lặng, bị còng tay khóa lại mang đi. Làm thế có thể như vậy? Hadesley không dám làm bậy, họng súng đen kịt truyền đến khí tức nguy hiểm làm hẳn bất an. Nhưng lúc này, Hadesley đã nhìn thấy mấy người Sở Trần, thần sắc không khỏi hiện lên phẫn nộ, hét lớn, Sở Trần, ngươi không nói võ đức. Sở Trần, Hadesley liều mạng muốn tránh thoát còng tay lạnh như băng của hai tay, bắt đầu từ khi hắn bước lên con đường lính đánh thuê, một đường đỡ eo qua mắt đao và súng ống, ở giới lính đánh thuê coi như là thành công, nhưng tối nay, bại đến không giải thích được. Sở Trần ngay cả co, hội nổ súng cũng không cho hắn. Quá không nói về võ đức, Hadesley gầm lên giận dữ, phẫn hận nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần không để ý tới, mà là ánh mắt mang theo thăm dò hỏi Giang Ánh Đào, khuôn mặt Giang Ánh Đào hiện lên nụ cười,
hành động bên phía khách sạn Hoàng Đinh cũng đã kết thúc, bắt sống người phụ trách lính đánh thuê Hắc Liêm ở Trung Quốc, Monia, còn có, khách sạn Hoàng Đình bởi vì nghi ngờ thông đồng với địch, đã bị niêm phong, Diệp Thiếu Hoàng cũng bị mang đi điều tra. Một hành động thành công, cục đặc chiến cơ hồ không tốn nhiều công sức, một lưới bắt hết một cỗ lực lượng lính đánh thuê đến từ bên ngoài. Sở Trần, với năng lực của anh, không vào cục đặc chiến quá đáng tiếc. Tư Đỏ Tính nhịn không được thốt ra, đêm nay Sở Trần bày ra thủ đoạn kỳ môn làm cho cô mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng thật sâu khuất phục. Sở Trần mỉm cười, tôi lười biếng quen rồi, cục đặc chiến cũng không thích hợp với tôi. Hơn nữa, cục đặc chiến nhân tài đông đúc, loại người hiểu được MPT ít thủ đoạn kỳ môn như tôi, hẳn lá cũng sẽ có đi. Nghe vậy, trong lòng Giang Ánh Đào không khỏi phốc một cái. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một tin đồn, trong cục đặc chiến, tồn tại một bộ phận thần bí, nghe nói, mỗi một thành viên của bộ phận thần bí kia đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Giang Ánh Đào đột nhiên cảm thấy, Sở Trần hoàn toàn có tư cách tiến vào bộ phận này của cục đặc chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Sở Trần chịu xin tiến vào cục đặc chiến. Nhóm lính đảnh thuê Hạc Liêm này tuy rằng bị một lưới bắt hết, nhưng mà, người đứng sau màn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Ánh Đào nhắc nhở Sở Trần, trầm giọng nói, tôi muốn an bài một bộ phận cánh lực ở lại gần Tống gia không. Ngay cả lính đảnh thuê Hạc Liêm cũng thất bại, lần sau hẳn lại có động tác. Cảnh sát bình thường cũng không thể phả hiện được. Sở Trần từ chú ý tốt của Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào cũng không kiên trì, rất nhanh liền dần người rời khỏi Tống gia. Đối với Sở Trần mà nói, chiến đấu, đêm nay đã kết thúc, nhưng đối với Giang Ánh Đào mà nói, công việc của cô mới bắt đầu. Lính đảnh thuê Hắc Liêm, danh tiếng vang xa, hiện giờ đám người này rơi vào trong tay cục đặc chiến, Giang Ánh Đào tự nhiên phải vắt kiệt thật tốt giá trị trên người bọn họ. Đêm nay ở Thiền Thành, bởi vì hai tiếng sủng của khách sạn Hoàng Đình mà có vẻ đặc biệt không an tĩnh. Tin tức trong một đêm nổ tung, khách sạn Hoàng Đình bị niêm phong, Diệp Thiếu Hoàng bị mang đi điều tra. Diệp gia kịch biến, sau Hoàng gia, lại một hào môn Thiền Thành rơi xuống sao. Nghe nói là bởi vì Diệp Thiếu Hoàng cấu kết với thế lực nước ngoài, muốn làm tội phạm gì ở Thiền Thành, bị bắt ngay tại chỗ. Không thể tưởng tượng được Diệp Thiếu Hoàng là loại người như vậy. Cả Diệp gia cũng loạn thành một mớ hỗn độn. Lão Diệp đang liều mạng gọi điện thoại, khắp nơi xoay quanh, nhưng kết quả không được như ý muốn, thậm chí rất nhiều người nhìn thấy là cuộc gọi của ông, cũng không nghe máy. Dù sao, những người này đều mơ hồ hiểu được, người mang Diệp Thiếu Hoàng đi, không phải cảnh sát bình thường. Hoàng Nhi quá tắc trách a, mẹ Diệp khỏe đỏ mắt, bà đã hiểu rõ, một khi tội danh của Diệp Thiếu Hoàng dược thành lập, tương lai của Diệp Thiếu Hoàng sẽ tối tám, nhà họ Diệp cũng sẽ bị lôi đình đả kích. Lão Diệp càng nghĩ càng tức giận, một cái tát vào mặt, còn không phải là bình thường bà đã nuông chiều nỏ. Diệp gia, tiếng khóc mắng một mảnh, mặt trời mọc hướng đông, Tống gia giống như thường ngày thức dậy, mở chân, không phải con nối tối hôm qua có diễn tập gì sao? Tại sao ta không nghe thấy động tĩnh gì? Tống Tả Dương nhịn không được hỏi, nhưng, đêm qua Hoàng Đỉnh ngược lại xảy ra một chuyện lớn a. Khóe miệng Tống Tả Dương không nhịn được cười, không ngờ Diệp Thiếu Hoàng lại làm ra loại chuyện này. Ở Thiền Thành, ngoại trừ Hoàng Gia Gia, nhiều lần đối nghịch với Tống Gia, chính là Diệp Gia. Diệp Gia đột nhiên gặp phải kịch biến, đối với Tống Tả Dương mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Sở Trần cùng Tống Tả Dương tán gẫu vài câu, đi về phía Hồ Tống. Tiếng trống đã vang lên, dưới tiếng trống đánh rất mạnh, một con sư tử đang nhảy lên cột hoa mai, thấy Sở Trần đi tới, Tống Thu nhảy lên, ném đầu sư tử cho Sở Trần, anh rể, bắt lấy. Sở Trần một tay tiếp lấy đầu sư tử, kèm theo tiếng trống dày đặc nhảy lên cột hoa mai. Sau một trận múa lân vui vẻ đầm đìa, Sở Trần tiêu sái rơi xuống đát, đặn đầu sư tử cầm xuống đặt sang một bên. Được rồi, Tống Thu kích động, hàn mắt phát sáng, ngồi trên cột hoa mai, vừa vỗ tay, vừa nói, anh rể, em phát hiện kỳ lân bộ pháp đặt ở trên võ sư, quả thực quá mức mộng ảo. Tống Thu đã tràn ngập chờ mong rồi, trong thiên sư thịnh yến. Tất nhiên phải cho cả thế giới nhìn xem thực lực võ sư phái nam chúng ta. Nghe vậy, Sở Trần nhịn không được tò mò hỏi một tiếng, giới võ sư Bắc Nam tranh đấu, cũng kịch liệt như vậy sao? Sở Trần từng chứng kiến Triệu Sơn lúc trước được xưng là Bắc Quyền, khiêu khích, Nam Quyền. Tống Thu trầm ngâm một lát, đột nhiên chắp hai tay, 45 độ nhìn lên bầu trời, nói một câu, nơi nào có người thì có giang hồ.
Sở Trần trực tiếp cắt đứt khí chàng hẳn mạnh mẽ tạo ra, đừng nói nhảm. Giữa các nhà, giữa các làng, giữa các khu vực, giữa thành phố, ở bất cứ ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh. Tống Thu đương nhiên nói, mà giới võ sư Nam Bắc đấu tranh, có thể tìm hiểu đến, rất lâu trước đây. Mỗi một lần sư vương tranh bả toán quốc, đều là sự kiện kịch liệt nhất mà hai cho ngũ phái Nam Bắc tranh đoạt sư vương. Lần trước danh hiệu sư vương bị Bắc sư đoạt được, lần này cố chủ đặc biệt, không chỉ là tranh đấu Nam Bắc, mà còn mở rộng ra toàn cầu hóa, tranh giành sư vương toàn cầu. Tống Thu kìm nén hưng phấn trong lòng, cho nên nói, thiên sư thịnh yến, sẽ náo nhiệt trước nay chưa từng có, cạnh tranh cũng là kịch liệt trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, Tống Thu không ngừng mở miệng, máy thu thanh mở ra liền không dừng được, đó chính là chúng ta. Ánh mắt Sở Trần nghi hoặc nhìn Tống Thu, anh không biết Tống Thu muốn nói cái gì. Các đời sư vương tranh bá, trường phái Nam Bắc đều vô cùng đoàn kết, lần này, chúng ta là ngoại lệ. Tống Thu nghiêm túc nói, trường phái phương Bắc sẽ đối phó chúng ta, mà trường phái phương Nam, cũng sẽ đối phó chúng ta, thậm chí, trường phái quốc tế, cũng sẽ đối phó chúng ta. Sở Trần, Tống Thu nói quả thật là hợp lý. Trường phái phương Bắc và trường phái quốc tế tự nhiên sẽ đối phó bọn họ, mà trường phái phương Nam, có mấy nhà thiền thành cùng Dương Thành ở sau lưng, tùy thời có thể tự đâm mình. Chỉ là, Sở Trần nghĩ không ra, Tống Thu vì sao hưng phấn như vậy. Anh rể, anh ngẫm lại, nếu như chúng ta dưới tình huống này vẫn thoát ra khỏi vòng vây, vậy cảnh tượng sẽ như thế nào? Tống Thu ngẫm lại đều hưng phấn. Sở Trần nhìn thoáng qua Tống Thu, cậu em vợ này, thổi phồng a. Lúc trước buổi lễ lòng trọng thành phố Kim Thành, còn lạnh run, hiện tại đối mặt với thiên sư thịnh yến, dĩ nhiên hưng phấn như vậy. Chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc thiên sư thịnh yến chính thức bắt đầu. Sở Trần không đành lòng đả kích tính tích cực của Tống Thu, vỗ vỗ bá vai hắn, luyện tập thật tốt. Sở Trần rời khỏi Tống gia, đi thẳng đến quán nhỏ Tinh La. Muốn ở thiên sư thịnh yến lộ bộc lộ tài năng, chỉ dựa vào một bầu không khí nhiệt huyết cũng chưa đủ. Chỉ riêng kẻ địch Sở Trần biết, đã có tông sư võ giả đến từ phái Thanh Dương, Tiếu Âm Kỳ. Sở Trần ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào, đối mặt với võ đạo tống sư, không hề có phần thắng. Nhưng, tranh tài võ sư không nhất thiết phải là một người có võ công cao có thể giành chiến thắng. So với võ giả bình thường, Sở Trần còn có thêm một phần thủ đoạn, kỳ môn chi thuật. Hai ngày kế tiếp, Sở Trần cơ hồ phần lớn thời gian đều ở lại quán nhỏ Tinh La, chuẩn bị cho thiên sư thịnh yến kế tiếp. Đêm trước thiên sư thịnh yến, vạn người chờ mong, khắp nơi đều đến đông đủ. Sân khấu thiên sư thịnh yến được xây dựng ở quảng trường Hải Tâm xa Dương Thành rộng rãi, bên cạnh sông Châu Giang xỉnh đẹp, sân khấu cao chót vót, khí thế hào hùng, cách đó không xa chính là địa danh Dương Thành, ánh đèn chiếu rạp, eo nhỏ kiến trúc xung quanh đều tràn ngập không cây SL hiện đại. Đây, à một cuộc giao lưu va chạm giữa hiện đại hóa và truyền thống. Phía chinh phủ Dương Thành vân luôn tuyên truyền. Thiên sư thịnh yến, vạn người chú ý, sư vương khắp nơi, ma quyền sát trưởng, đều đã chuẩn bị tốt, phải thể hiện thân thủ dưới bữa tiệc tiếp theo. Cuối cùng cũng đến rồi a. Hoàng gia, ánh mắt Hoàng Dương toát ra khẩn cấp. Ngày mai, đỡ tôi dở ủy, đẩy tôi đi xem, tôi muốn tận mắt chứng kiến Sở Trần ngã xuống sân khấu cao cao tại thượng như thế nào. Hoàng Ngọc Hằng giãy giụa muốn ngồi dậy, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập hận ý. Từ sau khi hai chân bị Sở Trần phế bỏ, cả người Hoàng Ngọc Hằng đều đặt nơi tối tảm. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Sở Trần chết. Sở Trần quật khởi trong võ sư, cũng sẽ rơi xuống trong võ sư, đây chính là mệnh của hắn. Tất cả mọi người ở Hoàng gia đều ký thác hy vọng ở trên ngò Tiếu Ấm Kỳ. Võ đạo tông sư tự mình ra tay, Sở Trần, chắc chắn phải chết. Hoàng gia một cản gác nhỏ hẻo lánh yên tĩnh. Hoàng Tú Tú ngồi trên sofa, không nhúc nhích, trầm tư. Một lát sau, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đột nhiên rung lên. Hoàng Tú Tú cầm lấy điện thoại di động, nhận diện thoại anh. Cô đang chờ cuộc gọi này. Hoàng Tú Tú cũng nói tình huống thiên sư thịnh yến cho Hoàng Ngọc Hải. Đầu dây bên kia, Hồng Ngọc Hải châm ngâm một lát, trầm giọng nói, bởi vì quan hệ của Sở Trần, sau khi anh trở lại Hạc Hồn Sơn, trực tiếp bị trưởng môn chỉ đích danh, tự mình bồi dưỡng, thân phận Sở Trần quá đặc biệt, phái Thanh Dương biết rõ tình huống của Sở Trần còn dám động thủ với hẳn. Dừng một hồi, Hoàng Ngọc Hải quyết đoán nói, em thông báo tin tức này cho Sở Trần, anh đã nói rồi, mặc kệ những người khác của Hoàng gia đối với Sở Trần như thế nào, chúng ta nhất định phải duy trì hữu nghị với Sở Trần. Hoàng Tú Tú đợi một đêm, chính là đang chờ đáp án của Hoàng Ngọc Hải.
Điều này phù hợp với suy nghĩ bên trong của cô. Hoàng Tú Tú quyết đoán đáp ứng. Rất nhanh, Sở Trần còn đang ở quán nhỏ Tinh La nhận được điện thoại của Hoàng Tú Tú. Cảm ơn tin tức của cô. Sở Trần tuy rằng sớm đã biết Tiếu Âm Kỳ tồn tại, nhưng Sở Trần đã nhận được thiện ý từ cuộc gọi của Hoàng Tú Tú. Một chiếc xe từ từ dừng lại ở quán nhỏ Tinh La. Sở Trần đẩy cửa đi ra ngoài. Một bóng dáng xinh đẹp vừa vặn xuống xe, một thân váy dài màu trắng, thanh nhã tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn hơi mờ nhạt phản chiếu khí tức mê người. Tống Nhan nhìn Sở Trần cười, thời gian không còn sớm, nên về nhà nghỉ ngơi. Sở Trần phục hồi tinh thần, đi qua cầm tay Tống Nhan, nhìn khuôn mặt thuần khiết mỹ lệ này, đôi môi đỏ mọng mê người, Sở Trần theo bản năng cắn qua, thật lâu sau, Tống Nhan chậm rãi mở mắt ra, hai má hồng phấn, nhẹ nhàng đẩy Sở Trần ra, ngồi vào trong xe, tìm đập kịch liệt. Tên này, một lời không hợp liền hôn, thật xấu. Trong lòng Tống Nhan có một loại cảm giác ngọt ngào khó hiểu. Sở Trần đã ngồi lên ghế phụ, nháy mắt cười với Tống Nhan, bà xã, về nhà thôi. Tống Nhan đến đón anh về nhà muộn như vậy, quả thật làm cho cậu Sở kinh hỉ không thôi. Tống Nhan, một tiếng. Xe rất nhanh liền chậm rẽ ồ chạy vào trang viên Tống gia. Bà xã, em cỏ đòi khỏng. Sở Trần hỏi một tiếng. Biệt thự tổ ám nhỏ, Sở Trần nấu hai bát mì. Tống Nhan nếm một miếng, hương vi dây ngoài dự liệu của ô ô rất ngon. Anh em chuẩn bị dây xong chưa? Hai người cơ hồ đồng thanh mở miệng. NSLN nhau cười. Táng Nhan hỏi ý chính là thì en sư thịnh yến ngày mai. Một Sở Trần hỏi, chính là công tác chuẩn bị lên kệ thuốc của dược phẩm Bắc Trần. Vào ngày thứ hai của thiên sư tiết dây NS yến, cũng là thời khắc đánh cược giữa Sở Trần và tiền lão gia được giải quyết. Có con át chủ bài anh dánh ra, anh cảm thấy còn có thể có vấn đề không? Tống Nhan nói, thần sắc thoải mái. Bên anh không có vấn đề gì với Sở Trần mỉm cười nói, dù sao anh cũng không có ý định liều mạng này đi tranh vị trí thứ nhất. Nào, em lấy mì thay rượu, chúc anh ngày mai thắng ngay từ trận đầu. Tống Nhan bưng bát mì lên. Sở Trần sửng sốt, lấy mì thay rượu, em thật đúng là dám nổi. Nào, ăn thôi, Sở Trần cũng bưng lên, cười ha ha một tiếng. Một đêm bình an vô sự, những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống sông Châu Giang, phân chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh. Quảng trường Hải Tâm Sa, đội ngũ cảnh sát phụ trách duy trì trật tự đang ở chế độ chờ. Thiên sư thịnh yến hôm nay, sư tử đến tham gia thi đấu hơn 1.000, cảnh tượng rộng lớn hùng hồn, khán giả từ khắp nơi trên đất nước chạy tới chen chúc cửa tàu điện ngầm. Thần sắc mọi người đều mang theo hưng phấn, vô cùng chờ mong. Thì thiên sư thịnh yến sắp bắt đầu. Thiên Thành, bên Hồ Tống, Sở Trần lấy được danh sách mới nhất về những ứng cử viên giành chữ vô địch từ trong tay Trương Đạo Tôn. Đứng đầu danh sách đoạt giải quán quân, dĩ nhiên là một vị sư vương Nam Mỹ, Triệu Phương Tuyền. Sở Trần nhướng mày, người này có lai lịch thế nào? Triệu Phương Tuyền là một người gốc Hoa, nam đó ông nội hắn là một quyền sư, sau khi đến Nam Mỹ, thâm nhập, thành lập quyền quán, mà Triệu Phương Tuyền là quyền sư danh tiếng trong những năm gần đây, gần 3 năm qua. Hắn từng tham gia tất cả sư vương tranh bá cùng với thi đấu quyền sư, chưa từng nếm qua thất bại. Trương Vận Quốc trầm giọng nói, cho nên, hắn đến, trở thành đứng đầu danh sách đoạt giải quán quân. Thâm nhập, Sở Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ chỉ sợ ngay cả gốc rễ của mình ở đâu cũng quên đi. Sở Trần không có quá nhiều đánh giá, tiếp tục nhìn suốt, sau sư vương Nam Mỹ, tiếp theo là Điền Bạch Quang. Trên tư liệu có giới thiệu về Điền Bạch Quang. Quán quân cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc lần trước. Đơn giản mà mạnh mẽ. Điều này đã nói lên thực lực của Điền Bạch Quang. Điều đáng nói là lần cỏ sự đoàn kết chưa từng có của võ sư phái Bắc, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực, giúp Điền Bạch Quang bảo vệ ngôi vô địch, đoạt lại sư vương. Trương Vận Quốc nói, danh sách liệt kê các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, bao gồm Lãng Tiên Sinh Túy Sư Úc Châu, sư vương Châu Âu Enro, cuồng sư Châu Phi Sớp, sư vương Linh Nam Lâm Viêm, đây là những người được kêu gọi cao nhất và có ảnh hưởng nhất. Trương Vận Quốc cảm thán một tiếng, không thể không nói, vãn hóa võ sư tuy rằng là tinh hoa dân tộc do tổ tông chúng ta lưu lại, nhưng ở thế giới hiện đại này, chúng ta nếu không cố gắng, không cẩn thận, danh hiệu sư vương, liền trở thành của người khác. Cái gọi là đoạt quán quân dừng đầu, thường thường cũng có thể là người thua nhanh nhất. Sở Trần nói, quyền giới Trung Quốc, ngọa hồ Tàng Long, cường giả như mây. Gia tộc khác muốn cướp đờ eo danh hiệu sư vương tử trong tay Trung Quốc, cũng không dễ dàng. Ví dụ đơn giản nhất, phái Thanh Dương Thiếu Âm Kỳ, đây chính là võ đạo tông sư. Phần đứng đầu danh sách đoạt giải quán quân này,
có mấy người thực lực có thể so sánh với võ đạo tông sư. Trương Vận Quốc gật gật đầu, nhìn Sở Trần, cười hắc hắc, lại ví dụ như ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ có biểu hiện khiến mọi người phải sáng mắt lên. Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng giật giật, Trương đạo trưởng, vất vả rồi. Sở Trần cầm tài liệu Trương Vận Quốc thu thập tới, suy nghĩ một chút, hỏi, tôi nghe nói Trương đạo trưởng đoạn thời gian trước tham gia sát hạch cửu huyền môn. Trương Vận Quốc cúi đầu, hổ thẹn, ta học nghệ không tinh, không có thông qua sát hạch của La Vân đạo tôn. Sở Trần suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bả vai Trương Vận Quốc, ngươi lại luyện tập thật tốt. Nói xong, Sở Trần đi về phía biệt thự Tống gia chủ. Trương Vận Quốc cả người giống như gặp phải điện giật chấn động. Luyện tập tốt, những lời này của Sở Trần là có ý gì? Trương Vận Quốc cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên. Nhìn bóng lưng Sở Trần rời đi, Trương Vận Quốc theo bản năng cầm nắm đấm, ánh mắt càng thêm kiên định. Anh rể, thử xem có phù hợp hay không? Sở Trần vừa đi tới. Tống Thu ném một chiếc áo thun màu trắng về phía Sở Trần, chính thức quy định quần áo của các đội dự thi phải thống nhất, đây là áo chiếm đấu em đặc biệt tùy chỉnh. Sở Trần tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Thu. Tống Thu hắc một tiếng, có phải đặc biệt có khí thế hay không? Trên áo thun trắng, ngược lại không có hình vẽ đặc biệt, nhưng có một chữ Sở thật lớn. Cậu sợ người khác không nhận ra tôi. Sở Trần phảng phất nhìn thấy hình ảnh người khác đánh mình. Anh rể. Mục tiêu của chúng ta không phải là từ trong thiên quân vạn mã thoát ra khỏi vòng vây sao. Tống Thu hồn nhiên khôn giấu bé sợ hãi. Thật tự tin, ông gạch dưới một Sở Trần không nói thêm gì, chuẩn bị xuất phát. Tống Thu lái xếp Sở Trần và Tống Nhan ngồi ở hàng ghế sau, trên ghế phụ, là Tống gia lão gia tử đột nhiên quyết định cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, Tống Trường Thanh. Còn có một chiếc xe khác, Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cẩn may người cũng đều cùng xuất phát. Lúc tiến vào Dương Thành, Sở Trần nhận được điện thoại của Giang Ánh Đào. Đường đường là cục đặc chiến, hẳn là cũng sẽ không phải làm công tác duy trì trật tự hiện trường chứ. Sở Trần nghe điện thoại, mở miệng trêu chọc nói một câu. Anh có biết hôm nay sẽ có bao nhiêu đai nhàn vật đến hiện trường không? Giang Ánh Đào lức giận nổi, thiên sư thịnh yến, toàn siêu tranh bổ, không biết ánh mắt nhiều người đều rơi vào hải tảm xa, cho dù là xuất hiện một chút so, hờ, chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm, cho nên... Càng là trường hợp này, càng cần bộ phận điều tra của chúng tôi, phàm là nơi có chút không thích hợp, chúng tôi đều có thể kịp thời tìm ra. Cố Đào, cô gọi điện không phải là báo cáo công việc của Minh chứ? Sở Trần ho một tiếng, cắt đứt lời Giang Ánh Đào, đồng thời liếc mặt nhìn Tống Nhan ngồi bên cạnh, ở bên cạnh bà xà nghe điện thoại của người phụ nữ khác, áp lực quá lớn. Tôi là muốn nhắc nhở anh. Giang Ánh Đào trần chờ một chút, sư vư CMG tranh bá hôm nay. Có không ít cao thủ, anh cũng đừng mạnh mẽ xuất đầu. Đương nhiên rồi, tôi có thể không đa ớt lại sư vương Nam Mỹ. Sở Trần cười đáp lại. Sư vương Nam Mỹ, Giang Ánh Đào ừ một tiếng, hắn hẳn là không lấy được quán quân. Giang Ánh Đào không có cùng Sở Trần nói nhiều, cúp điện thoại. Bên trong xe yên tĩnh, một lúc lâu sau, Tống Nhan nói một câu, cô Đào rất quan tâm đến anh A. Tống Thu y ái xe nhìn không được ho khan vài tiếng. Sở Trần ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc bình tĩnh, nửa hồi, nghiêm mặt trả lời, cô Đào đang báo ân. Lấy thân báo đáp, Tống Thu thốt lên, nhiệt độ bên trong xe giảm mạnh. Sở Trần quát một tiếng, nông cạn, may ngày trước tôi giúp cô ấy phá vụ án buôn lậu trên biển của tập đoàn Thiên Nghiệp. Hôm nay cô ấy gọi điện thoại này, là muốn nhắc nhở tôi, quán quân sư vương hôm nay, chỉ sợ là có người đặt trước, bảo tôi đừng ôm quá nhiều kỳ vọng, cũng đừng quá mức liều mạng. Nghe vậy. Tống Thu sửng sốt một chút, sư vương tranh bá cũng có thể quyết định nội bộ sao? Ngộ nhỡ là có một người có thực lực tuyệt đối áp đảo những người khác dự thi thì sao? Sở Trần hỏi ngược lại, yêu cầu của những vị sư vương nước ngoài quá cao rồi. Tống Nhan hiểu ý của Sở Trần, mấy ngày nay trên mạng em cũng lướt video thi đấu của bọn họ, quả thật lợi hại. Nhưng, địa điểm thi đấu hôm nay, là Dương Thành. Sư vương tranh bá lần này đối với những sư vương nước ngoài này mà nói. Là cơ hội tốt tuyệt hảo, bọn họ khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực đánh một trận. Sở Trần nói tóm lại, hôm nay tuyệt đối sẽ là một thịnh yến linh đình, Tiểu Thu, đến lúc đó cậu đừng xông quá nhanh, chúng ta chủ yếu lấy xem kịch làm chủ. Tống Thu cỏ chúi không hài lòng, chuyện này không phù hợp với triết lý chiến đấu của em. Em có thể xông, không sao, triết lý chiến đấu của em có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào. Tống Nhan phốc cười nhạo. Hiện tại cô đang ở trong trạng thái cực kỳ hạnh phúc, công tác chuẩn bị của Bắc Trần đến giai đoạn cuối cùng,
quan hệ với Sở Trần càng thêm vi diệu, mối quan hệ giữa Sở Trần và người nhà mình càng thêm hài hòa thân mật. Dương Thành, xung quanh quảng trường hài tảm xa, đám người mãnh liệt, ba tầng trang ba tầng ngoài, vây quanh đền nước chảy không lọt. Nếu như không phải sớm mở ra thông dạo vào trận dấu, người dự thi đến tham GTA thi ốn sư thịnh yến phòng trừng đều bị chặn ở bên ngoài. Dưới sự hạn chế KJP thời của cảnh sát, khán giả ở quảng trường hải tâm xa gần như đông đủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng hò hét như sóng thần. Triệu Phương Tuyền, Triệu gia có con, uy chấn khắp nơi. Một số người hâm mộ hô vang khẩu hiệu, đám người Sở Trần đã có mặt, Tống Thu nghe thấy những lời này, tức giận ừng ực một tiếng, sao không nói một câu cuối cùng, cùng đi Hoàng Tuyền. Xung quanh có không ít thí sinh đều nghe thấy, ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Người trẻ tuổi, họa từ miệng ra mũ có biết không? Một người nhìn em mờ chằm chằm Tống Thu, cậu dám mũ lấy Triệu Sư Vương ra đùa giỡn. Tống Thu đánh giá người này một cái, anh là ai? Người đàn ông nhuộm tọc đồ vàng, ngạo nghễ tôi cùng Triệu Sư Vương đến từ cùng một chỗ, nhưng, chúng tôi tuy rằng ở khu phố người Hoa, đã không còn quốc tịch Trung Quốc. Người đàn ông còn liếc mắt nhìn Tống Thu một cái, cậu hẳn là cảm thấy may mắn, không có cùng Triệu Sư Vương phản ở cùng một khu vực, nhưng mà, không may, cậu và tôi chia ở cùng một khu vực. Tôi thật sợ hãi, Tống Thu cười tủm tỉm nhìn người đàn ông, thiếu chút nữa đã bị anh dọa chết. Người đàn ông nhìn chằm chằm Tống Thu, tôi sẽ nhớ cậu. Tống Thu lười nói với hắn, trở lại vị trí của mình, đặt sư tử bên cạnh, Sở Trần cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức phải vào sân rồi. Trong đáy lòng Tống Thu có một loại cảm giác máu không kiềm chế được. Mặc dù Sở Trần nói hôm nay chủ yếu là xem kịch, nhưng có thể tham dự loại Thiên Sư Thịnh Yến này, Tống Thu phấn chấn kích động. Thiên Sư Thịnh Yến hôm nay, chia làm 8 khu vực, vây quanh toàn bộ lôi đài tranh bá. Tống Thu nhìn thoáng qua, anh rể, chúng ta đang ở khu G. Ai, trước khi ra khỏi cửa quên tìm Trương Đạo Trường Tinh một quẻ, xem phong thủy khu G thế nào. Không tệ. Sở Trần nghiêng đầu nhìn lướt qua, cậu xem trùng họp, nhằm vào kẻ địch của chúng ta, tựa hồ đều không có phân ở khu G. Những lời này của Sở Trần cũng nhắc nhở Tống Thu nhìn xung quanh, nhất thời vui vẻ, các nhà ở Thiền Thành, dĩ nhiên đều không có ở khu G, bọn họ muốn đối phó chúng ta, ít nhất phải chờ vòng 2. Tuy nhiên, chúng ta dường như có kẻ thù mới. Sở Trần liếc Tống Thu cũng chú ý tới. Người đàn ông tóc đỏ vàng kia vừa rồi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, xung quanh người đàn ông tóc đỏ vàng có hơn chục người, giờ phút này một đám ánh mắt đều không tốt. Nhóm người nước ngoài này quỳ liếm mặt chẳng càng thêm tròn, họ không tìm em muốn dạy cho họ một bài học. Tống Thu hừ một tiếng, hào khí muôn vàn, anh rể, đợi lát nữa anh đừng ra tay, một mình em để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đuôi sư tử mạnh nhát. Đuôi sư tử mạnh nhất. Tống Thu phỏng ra hào ngôn, đồng thời ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn người đàn ông tóc đỏ vàng ở xa xa kia. Phải biết rằng, Tống Thu vẫn luôn ôm tâm tư thoát khỏi vây, tỏa sáng rực rỡ, muốn ở Thiên Sư Thịnh Yến bộc lộ, nhưng trên đường tới Sở Trần nói, hôm nay chủ yếu là lấy xem kịch làm chủ yếu, chờ qua vòng 2, phòng chừng không có cơ hội biểu hiện gì. Hiện giờ chống lại người đàn ông tóc vàng đỏ kiêu ngạo này, Tống Thu đương nhiên không sợ. Tiểu tử còn mặc tã giấy. Lại dám đến khiêu khích phi kim đức ngươi, chờ các anh em cùng nhau đi lên phế hắn. Một người y đàn ông có khuôn mặt hung dữ. Người đàn ông tóc vàng đỏ vi kim đức ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Tống Thu, hắn vừa rồi còn vũ nhúc Triệu Sư Vương, hôm nay ta nhất định sẽ để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn xong đời rồi, khu G có hơn 20 đầu sư tử là người của chúng ta, đến lúc đỏ cùng nhau xông lên, trực tiếp dẫm lên sư tử của hắn rách nát. Không cần thiết. Tôi có thể giải quyết hắn chỉ bằng một ngón tay. Mọi người cười ha ha, hiển nhiên cũng không cố để Tống Thu ở trong mắt. Dù sao Tống Thu nhìn qua chỉ y bộ dạng thiếu niên, mà Sử Trần ngồi bên cạnh Tống Thu, ánh y bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc nho nhã, làm cho người ta có cảm giác không giống võ phu tầm thường. Lúc này, bên cạnh đám người này có người nhìn không được thật cẩn thận nhắc nhở, các người cũng đừng xem thường Tống Thu, ngồi bên cạnh hắn chính là Sở Trần, có danh xưng Nam quyền chi sư từng đoạt quán quân buổi lễ long trọng thành phố Kim Bãi ở Thiền Thành. Ánh mắt đám người vi kim đức nhao nhao nhìn nhau một cái. Giây tiếp theo, đồng thời cười rộ lên, cười chê tôi rồi, thành phố Kim Bãi là nơi nào a? Nam quyền CSL sư, tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Quán quân, mấy người chúng ta, có ai chưa từng giành quán quân không?
Bò sát nhỏ hèn mọn làm sao có thể cảm nhận được sự cường đại của chăn khổng lồ. Từng tiếng chào phúng cười nhạo, bọn họ đều không cố ý che giấu thanh âm của mình, lởn tiếng hét lên. Mọi người trong khu vực G đều chú ý tới. Đối với loại tình huống này, làm người ngoài cuộc mà nổi tự nhiên rất hy vọng nhìn thấy, tốt nhất là hai bên tranh giành ngươi chết ta sống, lại để mình ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Chuẩn bị vào sân, có người tởi nhắc nhỏ, mọi người nhao nhao đứng lên. Sở Trần cũng một tay cầm lấy đầu sư tử, đừng vào trong hàng ngũ. Sau khi đài phát thanh quảng trường Hải Tâm Sa vang lên, khán giả trong trường quay cũng đều yên tĩnh lại, ánh mắt dừng lại ở các khu vực lối đi của người dự thi múa sư tử. Đại diện võ sư tham gia cuộc thi này, đến từ khắp nơi trên thế giới, tổng cộng là 101 đầu. Thanh âm của người dẫn chương trình van mũ lên, cho nên, đây cũng là một M Thiên Sư Thịnh Yến. Kế tiếp, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng một nhiệt, hoan nghênh đại biểu Thiên Sư tiến vào. Lời vừa dử, thanh âm cổng chiêng chấn thiên, tung tung tung, âm thanh càng lúc càng dày đặc. Khu A, một đầu sư tử màu vàng xuất hiện, múa đầu sư tử, bước chân vững vàng đi ra ngoài. Tiếng la hét vang ỉ ên, là Triệu Phương Tuyền, Triệu gia có con, uy chấn khắp nơi. Khu B, khu C, rất nhanh, từng đầu sư tử xuất hiện, mỗi đầu đều mang đặc điểm riêng, dưới tiếng trống dày dặc xuất hiện. Trên khán đài, Hạ Tam thiếu gia ngóng trông, muốn nhận ra Sở Trần trong thiên sư, thế nhưng, ở trước mặt một đảm võ sư, thật sự khó có thể nhận ra. Sau khi đội võ sư nghìn đầu xuất hiện một cách trật tự, xếp thành hàng đợi, tháo đầu sư tử xuống, đặt ở bên chân. Ô, thật là trùng hợp, người ở bên cạnh ta à. Vi Kim Đức mở miệng với giọng điệu trêu chọc, Chúa Trời, đây là một điều buồn. Tôi không phải là Chúa Trời. Tống Thu lắc đầu, một lúc lâu sau, Vi Kim Đức hập FL một tiếng, người vừa nghe thấp mũ không? Đại biểu dự thi lần này C từng võ sư bắt đầu động đậy. Sư tử xếp hàng ở phía trước không thể chờ đợi được, một con sư tử xông lên về phía chướng ngại vật phía trước. Nhưng mà, càng là sư tử hàng đầu, tuy rằng nhìn qua chiếm cứ chủ động, nhưng trên thực tế, gặp phải trở ngại cũng càng nhiều, nhanh chóng gặp phải sư tử sau tập kích, một số thậm chí trực tiếp rời khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Trên khán đài, Thiên Sư Thịnh Yến, quả nhiên không tầm thường a. Tống Trường Thanh liên tục khen ngợi, xem rất thỏa mãn. Đây hẳn là lần sư vương tranh bá quy mô lớn nhất trong những năm qua rồi. Tống Tả Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh cao ở điểm cao nhất, thanh treo cao cao, ánh mắt mang theo chờ mong, không biết hôm nay sẽ là ai, có thể hải thanh này xuống. Phỏng chừng là trong 1001 người. Tô Nguyệt Nhàn theo bản năng cười mở miệng, con người Tống Nhan nhìn chăm chú vào phương hướng khu G, gật gật đầu, thật đúng là có khả năng. Thiên Sư Thịnh Yến, Thiên Sư tranh bá, nhiều hơn một người, dắt cố thể chính là lúc tới, Sở Trần đã nói qua, cô Đào nhắc nhở anh về một bộ phận kia. Sở Thúc bị vây quanh a. Ninh Tử Mặc đột nhiên mở miệng, khóe miệng toát ra vẻ đùa giỡn, chẳng lẽ đám người kia cảm thấy Sở Thúc là một quả hồng mềm. Kính Viễn Vọng của Hạ Bắc cũng nhìn thấy, vô cùng kích động, chậc chậc, thứ không có mắt đến đánh mắt chằn ca. Trong nháy mắt sư vương tranh bá vừa bắt đầu, hơn 10 đầu sư tử vây quanh một đầu trong đó. Bức tranh này quả thật khiến người ta chú ý. Không ít người đều nhìn thấy. Chuyện thú vị đã xảy ra ở khu vực G, mọi người nhanh xem, có một đầu sư tử đã bị nhắm vào. Vừa mở màn đã có hơn 10 đầu sư tử bao vây người ta, đám người này không nói Vũ Đức A. Là người nào đáng thương như vậy, mẹ kiếp, các người có thấy không? Người bị vây quanh, là Sở Tràn. Xong rồi, con đường của hơn 10 đầu sư tử này thu hẹp rồi. So với các khu vực còn lại, sự kiện vây đánh xảy ra ở khu G, trong nháy mắt thu hút hầu hết sự chú ý, nhất là sau khi phát hiện người bị vây quanh là Sở Trần, càng khiến cho khán giả vô cùng hứng thú. Thì ra Sở Trần được phân đến khu G, coi như hắn gặp vận may. Trên khán đài, Hoàng Dương hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, tiếu sư phụ bị phân ở khu B, muốn đối phó Sở Trần chỉ có thể đợi đến vòng thứ hai. Không sao, để cho hắn leo lẽn cao một chút, lại ngã xuống, không phải tốt hơn sao? Hoàng Ngọc Hằng cũng đến hiện trường, sắc mặt có chút trắng nõn, con người vẫn khóa chặt Sở Trồn. Hắn vĩnh viễn không quên được một cành bị sò, chằn cắt đứt hai chân. Kể từ ngày đó, cơn ác mộng của hắn không bao giờ kết thúc. Hôm nay, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Sở Trần chết. Trên đài chính, ánh mặt của rất nhiều lãnh đạo cũng đều nhìn chăm chú vào phía dưới. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn có thể được ghi vào lịch sử võ sư A. Hội cho tích hiệp hội võ sư Trung Quốc. Cung Thường Hồng,
giờ phút này khuôn mặt mỉm cười, nhìn trận múa sư thịnh điền này, tâm tình sung sướng, có thể tạo nên một nét này trong lịch sử múa sư, cung Thường Hồng tự hào. Vị sư vương Nam Mỹ kia thực lực quả thật cường đại a, một cưỡi tuyệt trần, người khu A có thể tranh phong với hắn, đại khái chính là sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm. Bên cạnh cung Thường Hồng, một người đàn ông tao nhã thản nhiên nói, hôm nay hai người tất sẽ có một trận quyết đấu đỉnh phong. Anh càng thêm coi trọng Triệu Phương Tuyền đi, nếu không, sẽ không ở khu A sắp xếp một tay kia. Cung Thường Hồng nói, người đàn ông khẽ cười, anh hiền tàm, nếu như cuối cùng lên đỉnh chính là sư vương đến Lử Trung Quốc, tôi bố chỉ một tay kia, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác gì. Nhưng nếu như không phải, người đàn ông thần sắc chợt lạnh lùng, sư vương xưng danh, tuyệt đối không thể rơi vào trên người ngoại quốc. Tôi rất tò mò người anh an bài rốt cuộc là ai. Cung Thường Hồng nói, thế nhưng ngay cả tôi cũng nhìn không ra. Khi khán giả bàn tán sôi nổi, cuộc chiến bao vây khu G đã bắt đầu. U về nhà mặc tã giấy rồi lại đi ra, nếu không, bị đánh đến tè ra quần, cũng quá mất mặt. Vi Kim Đức cười ha ha dẫn đầu xông lên, múa sư hào hùng, khí thể hào hùng, đánh về phía Tống Thu. Anh dế, để em giải quyết, từng tiếng trống chấn động kia đã sớm làm nhiệt huyết Tống Thu sôi trào. Hơn 10 đầu sư bao vây, đúng như ý của hắn. Tống Thu đột nhiên nhảy lên, rầm rầm rầm, trực tiếp đá ngang một vòng, từng đầu sư trực tiếp ngửa mặt ngớ xuống. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan cổ vô cùng kịch liệt. Đánh rất hay, sắc mặt Phi Kim Đức trầm xuống, đồng thời cũng thu hồi ánh mắt khinh thị, cất bước xông về phía Tống Thu. Tống Thu tuy là đuôi sư, nhưng lúc này thực lực bộc phát ra. Giống như một cây roi dài, quét ngang khắp nơi. Bụp, Phi Kim Đức bị Tống Thu một cước đá văng ra ngoài, liên tục lăn trên mặt đất vài cái, mới ngừng lại, đầu chảy máu, chật vật không thôi. Tã giấy, Tống Thu liếc nhìn, không ai nói cho anh biết, mặc tã giấy ngược lại là không thể trêu sao. Tống Thu khinh thường, vốn tưởng rằng đối phương hẳn là sẽ có chút năng lực, mới đang kêu gào, ai biết, đành lui bọn họ cán bàn không cần tốn nhiều sức. Thậm chí có một cảm giác lãng phí thời gian, đối phó với các người, làm nổi bật ra thực lực đuôi sư mạnh nhất của tôi a. Tống Thu lắc đầu thở dài một tiếng, manh rể, đi thôi. Sở Trần một mực ở bên cạnh xem kịch, nghe vậy, khẽ cười, đi thối. Khi sư tử Sở Trần nhảy lên, hiện trường lại vang lên một trận tiếng hoan hô phô thiên cáo ổ địa. Lúc quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện, hơn 10 đầu sư bị Tống Thu thá xuống đất, không ai có thể đứng lên. Tất cả đều trực tiếp tuyên bố mất tư cách cạnh tranh. Hiện trường đồng thời cũng vang lên thanh âm của người dẫn chương trình, cao ngất kích động, nào, nào, dũng sư leo lên đỉnh cao đầu tiên xuất hiện, hắn chính là sư vương Nam Mỹ, Triệu Phương Tuyền. Sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, trước tiên vươn lên vị trí đầu tiên, hùng sư nhảy lén, leo lén đỉnh cao tạm thời dựng lén, phía sau hắn, một hùng sư màu váng kim không hề nhường nhịn chút nào, theo sát phía sau, chân giống như sao bảng, gào thét má lên, cắn chặt hùng sư Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền. Ngay sau đó là sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm lần trước từng đại chiến ba trảm hiệp vói sư vương Điền Bạch Quang, lần này đối thủ mà hắn trực tiếp phải đối mặt là sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, trận chiến giữa hai người, tất sẽ đặc sắc, chúng ta hãy chờ xem. Người dẫn chương trình thỉnh thoảng lại dùng giọng nói cao vũ kích động để thay đổi bầu không khí, tiếng hoan hô cổ vũ bốn phương tám hướng không ngừng vang vọng. Trận đấu ở khu A trong nháy mắt đã đến giai đoạn nóng bỏng. Ngoại trừ sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền và sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm ra, lại có mấy sư tử lần lượt thành công vượt qua chướng ngại vật. Đối với những con sư tử này mà nói, chướng ngại vật bày ra trước mắt muốn vượt qua kỳ thật khó khăn không lớn, chướng ngại vật thật sự là sư tử bên cạnh bọn họ. Không ai muốn dễ dàng nhìn thấy đối thủ của họ dễ dàng leo lên đỉnh cao. Thiên sư Thịnh Yến, 1001 sư tử, chỉ có một nhà vô địch. Một tiếng chiêng trống vang vọng khắp bầu trời. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào các khu vực lớn, lưu ý sư tử mình ủng hộ, phát ra tiếng hò hét cổ vũ. Ha ha ha, đám người khu G kia đụng phải Sở Trần, đó thật đúng là bất hạnh của bọn họ. Tôi cũng không biết bọn họ lấy đâu ra dũng khí, lại giảm vây quanh Sở Trần. Bọn họ khẳng định nhìn Sở Trần tuổi trẻ, cho rằng dễ khi dễ, ha ha ha, bọn họ làm sao biết được, Sở Trần chính là võ sĩ được xưng là tông sư trẻ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông. Tuy rằng lần này trong sư vương tranh bá không nằm trong danh sách đứng đầu những người đoạt quán quân, nhưng mà, làm sao có thể là bọn họ có thể khi dễ. Kính viễn vọng của Hạ Bắc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con sư tử của Sở Trần, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Những người này,
ngay cả tư cách đé cho Trần Ca xuất thủ cũng không có a. Nhưng, Hạ Bắc kỳ quái chính là, Sở Trần ở khu G rõ ràng có thực lực áp đảo chúng sư. Nhưng không vội vàng vượt qua chướng ngại vật, nhàn nhã tản bộ, chậm rãi đi về phía trước, vừa rồi Tống Thu bày ra thực lực siêu cường, làm cho những sư tử còn lại cũng không dám dễ dàng trêu chọc, trong tranh đầu, đều đang chối tránh bọn họ. Tôi hiểu rồi, Hạ Bắc vỗ mạn đùi một cái, súng bắn chim đàn, Trần Ca một chiêu này, cố ý tiêu hao sức chiến đấu của sư tử đầu mũ xông lên trước, sau đó lại tởi một người về sau chiếm ưu thế, Trần Ca thật sự là cao tay. Người bên cạnh nghe Hạ Bắc phân tích, cũng không khỏi gật gật đầu. Vị trí của Tống Nhan cách Hạ Bắc không xa, liếc mắt nhìn Hạ Bắc một cái. Cô đương nhiên biết, Sở Trần là vì ở phía sau xem kịch, về phần cái gì về sau phát lực, Sở Trần căn bản không nghĩ tới. 1, 2, 3, đuôi sư tử này của Tống Thu cũng rất nhàn rỗi, có thể đếm được bao nhiêu sư tử leo lên đài cao. Hắn cũng không vội, vừa rồi quét ngang đám người vì Kim Đức, đã làm cho hắn nổi bật, Tống Thu còn đắm chìm trong đặc ý. Dù sao một khu, thăng cấp vòng 2 có 23 con sư tử. 25, 26, 27, Sở Trần và Tống Thu đã ở gần đài cao trong gang tấc. Chiến đấu trên đài cao đã sớm bắt đầu, vòng tranh đoạt thứ 2, quy tắc rất đơn giản, ai leo lên đỉnh cao nhất trước, người hải thanh xuống, ai chính là người thắng ngày hôm nay. Vị trí cuối cùng, anh rẻ, đi lên. Lời nói của Tống Thu vừa dứt, trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến một đạo cuồng phong cấp bách, một cỗ lực lượng hùng hồn nghiền ép Tống Thu mà đến, Tống Thu trong lòng kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện thi triển kỳ lân bộ pháp, tránh thoát một kích này. Sở Trần cũng quay đầu lại nhìn lại, là một con sư tử màu đen sậm, lúc này, đầu sư tử trống lên, lộ ra một gương mặt, đầu nổ vàng kim, da đen, giờ phút này nhếch miệng cười, mang theo khiêu khích nhìn Sở Trần, hiện trường vang ỉ ên một trận thanh âm xôn xao. Trời ơi, tôi không hoa mắt chứ, cuồng sư châu phỉ sớp a. Khó trách tôi luôn cảm thấy thiếu người nào đó, thì ra cuồng sư châu phi sớp ở khu G, sớp mặc dù là cường giả giới võ sư mới nổi lên mấy năm gần đây, nhưng đã bất bại hàng chục trận liên tiếp, hẳn cũng được dưa vào danh sách đoạt quán quân a. Nếu như tôi nhớ không lầm, khu G chỉ còn lại một vị trí cuối cùng, Sở Trần vẫn không có leo lên đài cao, lại không nghĩ tới, cuối cùng còn có một cuồng sư châu phi đang chờ hắn. Sở Trần, cầu thả rồi. Theo tôi thấy, sư vương châu phi này là cố ý, hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, vào giờ khắc cuối cùng đột nhiên đi ra, chính là muốn cho Sở Trần dừng bước vòng thứ nhất. Tiếng nghị luận nổ tung, từng đạo ảnh mắt tập trung mà đến. Cuồng sư châu phi cái gì, ở trước mặt Trần Ca, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Hạ Bắc hừ lạnh, Ninh Tử Mặc thần sắc ngưng trọng lên, cuồng sư châu phi sớp này, là tiên thiên võ giả. Tống Tả Dương trong lòng căng thẳng, ý của Ninh Thiểu ra là, Sở Trần đánh không lại. Ninh Tử Mặc cau mày, Sở Trần còn chưa cố bước vào tiên thiên, dưới tình huống bình thường, hắn quả thật nên trả lời đánh không lại. Nhưng Ninh Tử Mặc ở trên người Sở Trần nhìn thấy qua không ít kỳ tích, tiềm thức noi cho hắn biết, cho dù là tiên thiên, Sở Trần cũng có biện pháp ứng đối. Tống Nhan nín thở, ánh mắt Sở Trần cùng Tống Thu liếc nhau một cái. Anh rể, anh nghe hiểu chứ? Tống Thu hỏi, Sở Trần lắc đầu, nhưng, từ bộ dạng trêu tức của cuồng sư châu phi sớp này có thể đoán ra đại khái ý tử. Đối phương không ngoài việc nhìn biểu hiện vừa rồi của Tốn Mũ Bê Thu khố chịu, cố ý muốn chặn hắn lại vào thời khắc cuối cùng, mũ khiến hắn ngay cả vòng 2 cũng không lên được. Cuồng sư châu phi sớp, Tống Thu cười lạnh, Sở Trần nghi hoặc, Tiểu Thu, cậu nói cái gì? Em nói bậy, dù sao hắn nói em nghe không hiểu, em nói ỉ hắn cũng nghe không hiểu. Tống Thu cười hắc hắc, đừng quá vui, người này là tiên thiên võ giả, tôi đánh không lại. Sở Trần nói một câu, nụ cười trên khuôn mặt Tống Thu trong nháy mắt ngưng động. Đánh không lại, Tống Thu đột nhiên mở to hai mắt, cùng Sở Trần liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu. Lên, hai người trong nháy mặt nhảy lên, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng. Sớp cười nhạo một tiếng. Hắn dám ở lại ỉ cuối cùng, tự nhiên có nắm chắc ngăn Sở Trần lại. Sớp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Sở Trần. Tống Thu trong lòng kinh hãi, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Sở Trần, quy định phạm vi hoạt động. Vừa dứt lời, ánh mắt Tống Thu nhất thời sáng ngời. Không ai ỉ chú ý tới, một tấm bùa trong tay Sở Trần đánh ra, rơi vào trên người con sư tử đen tối kia. Thuật quy định phạm vi hoạt động đơn giản. Sở Trần thậm chí không cần mượn bất kỳ bùa nào cũng có thể sử dụng, chỉ có điều, đối phương trinh là tiên thiên võ giả,
kỳ môn thuật càng đơn giản đối với bọn họ càng rất khó phát huy tác dụng. Sở Trần mượn năng lực của bùa, thì triển thuật quy định phạm vi hoạt động, cũng chỉ là làm cho lòng bàn chân sớp trượt mà thôi. Nhưng, đối với Sở Trần cùng Tống Thu mà nói, đã đủ rồi. Một trong nháy mắt lòng bán chân sớp trượt, Sở Trần khẽ quát một tiếng, Tống Thu trong nhảy mắt mượn lực, hai người đồng thời nhảy lên cao, nhảy qua sự ngăn cản của sớp, leo lên đài cao. Vị trí cuối cùng của khu G, Sở Trần, quảng trường hải tâm xa náo nhiệt, xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó bộc phát ra thanh âm như sấm nổ. Không ít người không thể tin vào mắt mình, thế tới hùng hổ, bày mưu tính kế, tự tin tràn đầy cuồng sư châu phi sớp, thế nhưng tại thời điểm quan trọng, chân trượt. Ha ha ha, kính viễn vọng của Hạ Bắc cũng cầm không vững, tùy ỷ cười to cái này gọi là gì. Hại người cuối cùng hại mình, nếu mà không phải là hắn cố ý muốn cho Trần Ca dừng bước vòng thứ nhất, vậy hắn cũng sẽ không ngay cả vòng thứ nhất cũng xông không qua. Chậc chậc, cuồng sư châu phị, quán quân đứng đầu, ngay cả vòng một cũng không qua được, đây chính là tin tức lớn. Quá mát mặt, lúc này, sớp phản ứng lại, ngẩng đầu lên, toàn bộ khuôn mặt càng tối hơn. Tức giận công tâm, hai tay không ngừng run rẩy. Hắn ôm tham vọng mà đến, a trước trận đấu càng thêm hào vê hùng, hắn sẽ chinh phục phương đông thần bí. Kết quả, đại ỷ, Sở Trần đã leo lên đài cao, dựa theo quy tắc, hắn không đỡ bước lên nửa bước. A, sớp ngừa đầu gầm gừ, đấm ngực rậm chân, tức giận không nhẹ. Những lời này tôi nghe hiểu. Tống Thu cúi đầu, cười hắc hắc với sớp, tôi hát cho anh một bài hát, trong đời có vui mừng, khó tránh khỏi cũng thường có nước mắt, tôi đa cho tất cả mọi người gặp nhau dưới chân núi sư tử cuối cùng cũng cười nhiều hơn khóc thút thít. Tống Thu cười ha ha, tôi vui cười, anh khỏe thút thít. Sớp tuy rằng nghe không hiểu lời Tống Thu nói, nhưng có thể đoán được Tống Thu đang trào phúng chế nhạo hắn, không khỏi phẫn nộ gào thét một tiếng, đập đầu sư tử xuống đất, thân thể nhảy lên. Đột ngột tung nắm đấm về phía Tống Thu sắc mặt đại biến, đã không kịp tránh né. Hiện trường trực tiếp vang lên một trận xôn xao, đám người Tống Tả Dương sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Nắm đấm của sớp cách Tống Thu càng ngày càng gần, cuồng phong quét tới. Ầm, trong tốc độ ánh sáng, quyền quyền va chạm, kinh thiên động địa, thân thể sớp bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất. Tống Thu quay đầu lại, kinh hỉ vạn phần, anh rể. Sở Trần liếc mắt nhìn sớp ngã trên mặt đất, nhàn nhạt vỗ vỗ tay mình, không muốn đánh với ngươi mà thôi, thật sự cho rằng đánh không lại. Âm thanh thân thể của cuồng sư châu phi sớp rơi xuống đất, tựa như sấm sẻ chợt nổi lên. Mọi người đều choáng váng. Phải biết rằng, sớp chính là được đưa vào danh sách đoạt quán quân, vừa rồi trượt chân một cái đớ làm cho mọi người kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng trượt như vậy, làm cho sớp mất đi cơ hội cạnh tranh sư vương, đối với toán bộ sư vương tranh bá mà nói. Không thể nghi ngờ là một đại lãnh môn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sớp lại bởi vậy mà mất đi lý chi, dẫm lên quy tắc, tấn công về phía sư tử đã tiến thăng cấp vòng 2. Càng bất ngờ hơn là, sớp còn bị đánh bại, đồng thời bạo kích, đối phương không phải đánh không lại, là căn bản không muốn đánh hắn mà thôi. Ánh mắt khinh miệt của Tống Thu khiến sớp hận không thể muốn xông lên lần nữa, nhưng một quyền kia của Sở Trần làm hắn bình tĩnh không ít. Loại sư vương tranh bá cấp bậc này, cả thế giới chú ý, nếu hẳn dẫm đạp quy tắc như vạ hủy, sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Khuôn mặt đen của sớp sắp trở nên trắng bệch, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm nghị luận, cuồng sư châu PSL một cú lộn nhào lớn A. Trung Quốc là nơi tỉnh sư khởi nguyên, đông phương thần bí, quật nhiên là cường giả như mây. Ngay cả cuồng sư châu phi sớp cũng dừng bước ở vòng đầu tiên, cố thể thấy được sư vương tranh bá hôm nay, sẽ kịch liệt cỡ nào. Vô số người đều sợ hãi. Máu sôi trào, đồng thời cũng đang chờ mong chiến đấu trên đài cao. Sau khi cường giả các khu còn lại nhao nhao leo lên đài cao, những cường giả này tựa hồ hình thành án ý, đều có ý vô tình tránh được đối thủ cường đại, trước tiên đối phó một số sư tử thực lực yếu. Các cường giả bắt đầu thanh tràng A, một vòng thanh tẩy này qua đi, còn có thể lưu lại chẽn đài cao, đều là cường giả CTH sự. Chiến đấu thật sự, sắp bắt đầu, ánh mắt Ninh Tử Mặc vẫn nhìn chằm chằm Sở Trần. Kích động vạn phần, trong lúc bất chợt mở miệng, thì ra thực lực của A Sở Thúc, tuyệt đối vượt qua tiên thiên bình thường A. Dương Tiểu Cẩn nhìn thoáng qua Ninh Tử Mặc, vòng cung phản xạ hôm nay của Ninh Đại Thiếu cũng quá dài, đã nảm phút trôi qua kể từ khi Sở Trần đấm cho sớp một đấm. Ninh Tử Mặc trần động đồng thời kích động, càng thêm khó có thể tin. So, Thúc rõ ràng chưa bước vào tiên thiên, một quyền vừa rồi, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy.
Hiện tại các khu đều đang sơ tán rồi, đại đa số sư tử ở khu G đều đang đẻ ý Trần Ca. Hạ Bắc cười hắc hắc, dù sao, bọn họ hiện tại hiểu được, khu vực này thực lực mạnh nhất là Trần Ca, bọn họ đều đang đề phòng Trần Ca đả bọn họ ra ngoài. Vòng thứ hai không còn chiến đấu theo khu vực nữa. Con người Tống Nhan nâng lên đào qua, phát hiện cả khu còn lại có vài con sư tử đang cố ý vô tình di chuyển về phía khu G. Trong lòng không khỏi căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú. Tiếng trống dày đặc, Tống Thu đi theo phía sau Sở Trần, anh rể, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Tống Thu dương mắt nhìn xung quanh, đài cao là do hàng ngàn gậy trúc dựng lên, ở giữa trống trải, có không ít khe hở, xuyên thấu qua những khe hở này. Từ khu G cũng có thể thoáng nhìn thấy sự cạnh tranh của sư tử các khu còn lại, lúc này sư tử tùy tiện xuyên khu không nhiều lắm, nhưng mà anh rể, chúng ta dường như lại bị theo dõi. Sở Trần thở dài một tiếng, nhìn ra được, rất nhiều người đều không nhận ra Tống gia nổi bật trong Thiên Sư Thịnh Yên lần này. Tống Thu yên lặng nhìn thoáng qua Sở Trần, nổi của Sở Trần, Tống gia đến cõng, người khác rõ ràng chính là không thể nhìn thấy Sở Trần tốt. Chỉ cần anh sống tốt hơn tôi. Tôi không thể chịu đựng được. Thân thể Sở Trần nháy lên, không ít sư tử khu G giống như chim sợ cảnh cong, nhao nhao tản ra, rời xa Sở Trần. Dù sao đây là mãnh nhân có thể một quyền đánh lui cuồng sư châu Phi, đánh không lại, đương nhiên phải trốn tránh. Trong sự kiện vạn người chú ý này, có thể ở y ải trên đài cao thêm một giây, đều là một loại hưởng thụ. Một màn này, trong đám người y nhìn không được bật ra một trận một cười. Khu G, một nhà Sở Trần độc đại. Tuy nhiên, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra, thân ảnh Sở Trần nhảy lên, trực tiếp nhảy đến khu hát cách phạt. Khu hát, một trận gà bay chỏ chạy. Người trẻ tuổi Sở Trần này thật không tồi a, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, hắn rõ ràng có thể xưng vương ở khu G, dễ dàng leo lên trên, lại chạy đến khu hát. Tất cả các thành viên của khu G cảm ơn Sở Trần vì đã không đánh. Sở Trần sau khi đến khu ST tuy rằng khiến cho tiểu trận khủng hoảng, thế nhưng... Mọi người rất nhanh cũng ý thức được, Sở Trần căn bản không có ý động thủ, anh không chủ động động thủ với ai, cũng không có leo lên trên, cử như vậy, càng không có người đi chủ động đối phó Sở Trần. Sở Trần ở khu hát, có chút nhàm chán, một lát sau, lại nhảy một cái, trở về khu G. Sở Trần đây là thao tác gì? Mọi người đều sững sờ. Anh rể, sao lại quay lại? Tống Thu cũng cẩn thận hỏi, thiếu chút nữa quên, đây là một đài cao hình nón. Tiếu Âm Kỳ từ khu B tới tìm chúng ta, hắn trực tiếp xuyên qua khu A, có thể đến khu H, tôi vừa rồi chú ý tới hẳn đã di chuyển về phía này, chúng ta tránh Tiếu Âm Kỳ là được rồi. Thân thể Sở Trần nhảy lên, tiến gần khu F, Sở Trần cũng không có tự tin đến mức mình có thể đánh bại võ đạo tông sư. Dù sao, anh hiện tại ngay cả tiên thiên cũng thiếu một bước mới có thể đến được, gặp được võ đạo tông sư, chạy là thượng sách. Huống chi Tiếu Âm Kỳ chính là rõ ràng đến vì anh. Tiếu tiền bối sắp ra tay rồi. Trong khán phòng, tầm mắt Hoàng Giang Hồng lạnh lùng híp lại. Lúc trước hắn đi sai một bước, vốn có thể cùng Sở Trần giao hảo, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thù của Sở Trần, mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho Hoàng gia. Nhưng mà, Hoàng Giang Hồng cũng không vì vậy mà sa sút tinh thần, càng không có hối hận, mà là nghĩ hết biện pháp, muốn cho Hoàng gia một lần nữa quật khỏi y. Trở ngại lớn nhất, tự nhiên chính là Sở Trần. Trong đầu Hoàng Giang Hồng không tự chủ được hiện lên sự kiện lúc trước khi khai trương thành phố Kim Bãi. Lúc ấy Sở Trần, còn chỉ là con rể ở rể một kẻ ngốc ai cũng chào phúng cười nhạo ở Thiên Thành. Bởi vì một buổi lễ long trọng, hắn hóa thân thánh cường giá hôm nay bước ý ên con đường sư vương tranh bá. Có thiếu tiền bối ra tay, Sở Trần chắc chắn phải chết. Hoàng Ngọc Hằng nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đài cao, Thiếu Âm Kỳ đã xuất hiện ở khu A. Có một con sư tử muốn thừa dịp không chuẩn bị đánh lén hẳn, kết y quả trực tiếp bị đệ tử Liễu Hiểu Phong của Tiếu Âm Kỳ đánh bay ra ngoài. Lôi đình một kích, cũng chấn nhiếp những con sư tử còn lại của khu A, Tiếu Âm Kỳ nhanh chóng vượt qua khu A, bước lên khu H. Sắc mặt Hoàng Ngọc Hằng đột nhiên khó coi, cả người tức giận đến phát run, chỉ vào phía trước, Sở Trần, đồ vô sỉ. Mọi người Hoàng gia nhìn qua, Sở Trần giờ phút này đã đi tới khu E, anh đang trốn Tiếu Âm Kỳ. Tất cả mọi người Hoàng gia đều nhìn ra, không biết xấu hổ, không phải được xưng là nam quyền chi sư sao, thậm chí ngay cả dũng khí đường đường chính chính cùng thiếu tiền bối đánh một trận cũng không có. Hừ, muốn đối phó Sở Trần cũng không chỉ có một nhà chúng ta, tôi không tin không có nhà nào có thể ngăn cản Sở Trần. Mọi người Hoàng gia nắm chặt nắm tay, cổ vũ chó Tiêu Âm Kỳ.
Vài phút nữa, Tiếu Âm Kỳ bước lên khu G, hai tay cầm lấy đầu sư tử, đảo qua xung quanh. Hắn cũng không chú ý tới Sở Trần đã rời khỏi khu G. Đảo qua, ngay cả cái bóng Sở Trần cũng không có nhìn thấy. Sư phụ, Sở Trần hình như không ở đây. Liễu Hiểu Phong nhíu mày một chút. Hô, khu G có người phát động một kích đánh lén Tiếu Âm Kỳ. Khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, xem ra tiểu tử Sở Trần kia biết chúng ta muốn đến, sớm dã đi rồi. Liễu Hiểu Phong ra tay nhanh chóng, bắn giai sư tử đánh lén, đồng thời ngẩng đầu rào qua, nhướng mày, hiện tại còn có hơn 100 con sư tử đang cạnh tranh, Sở Trần cố ý né tránh, chúng ta vẫn phải tốn thời gian đi tìm. Dọn sạch một phần, dễ dàng hơn nhiều. Thần sắc Tiếu Âm Kỳ lạnh lùng, thân ảnh như điện, phát động công kích, Liễu Hiểu Phong ngầm hiểu, thầy trò hai người trực tiếp tàn sát khu G, tựa như một cơn lốc quét qua. Mũ một gã võ đạo tông sư chủ động xuất kích, uy lực quả mức khủng bố. Mọi người ở khu G thầm CS, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh xuống đài cao. Toàn bộ khu G đã được dọn sạch trong vòng 3 phút. Vô số người nhìn thấy một màn này dèo sợ ngây người. Trời ơi, đây là sư tử nhà nào? Đây cũng quá mạnh, tuyển thủ có tư cách tham gia cuộc thi tranh bá toàn quốc, đều không phải kẻ yếu, mà người tiến vào vòng thứ hai, càng là trải qua tuyển chọn, cường giả trong cường giả, thế nhưng, trước mặt là hoàng gia Thiền Thành. Thiền Thành thật không hổ danh là thành phố võ sư, từng nhiều lần sinh ra quán quân cuộc thi tranh bá toàn quốc, năm nay vốn tưởng rằng sẽ không có biểu hiện chói sáng, thế nhưng, một tống gia Sở Trần, một chiêu đánh lui cuồng sư Châu Phi, hiện tại một sư tử hoàng gia, dọn sạch khu G, hai người này đều là tuyển thủ trước trận đấu không được liệt vào danh sách quán quân. Mọi người thán phục liên tục, trong đám người, cuồng sư Châu Phi sớp trong mắt trợn tròn. Con sư tử này ra tay, ấn tượng của sớp so với Sở Trần còn cường đại hơn. Chí âm thầm vui mừng, mình sớm bị Sở Trần đánh hạ, nếu không, đối mặt với cường giả quét sạch khu G trước mắt, chỉ sợ hắn sẽ chịu thương tích không nhẹ. Trên sân khấu chính, hội trưởng Hiệp hội Võ sư Trung Quốc Cung Thường Hồng nhìn thoáng qua người đàn ông nho nhã ngồi bên cạnh, nói anh bố trí hậu thủ, không phải là người này chứ. Người đàn ông nhã ánh mắt cũng rơi vào trên người Tiếu Âm Kỳ, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức nói, đánh giá võ công, người này thi triển chính là võ công phái Thanh Dương, hẳn là cường giả đến từ phái Thanh Dương, hay là một vị võ đạo tông sư. Người đàn ông nho nhã ánh mắt toát ra một trận tò mò, phái Thanh Dương võ đạo tông sư chỉ có hai vị, trong đó một vị dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn vì sao mà đến? Phái Thanh Dương cũng thuộc danh môn đại phái, nếu cuối cùng là người này lên đỉnh, cũng là kết cục không tồi. Cung Thường Hồng nói, anh cảm thấy hắn có thể đánh bại Triệu Phương Tuyền không? Có thể đánh bại hay không phải hai người đối đầu mới có thể biết. Khuôn mặt người đàn ông nho nhớ xuất hiện hịp mặt, người này xuất hiện. Đại diện cho cường giả cấp bậc võ đạo tông sư trên đài cao lúc này, lại có thêm một người, sư vương tranh bá hôm nay, lại đặc sắc vái phần. Mỏi mắt mong chờ a. Bên kia khán phòng, đám người Tống Nhan thần sắc lo lắng, Tiếu Âm Kỳ bày ra thực lực cường đại, làm cho bọn họ bắt đầu lo lắng cho Sở Trần. May mắn là, khi Tiếu Âm Kỳ đi tới khu F, Sở Trần đã đến khu C. Cửa sư tử khu F nhanh chóng tránh né công kích của Tiếu Âm Kỳ. Dù là như thế, cũng có gần con sư tử ở khu F ngã xuống. Rất nhanh, Tiếu Âm Kỳ vượt qua khu E, chạy mau, đánh không lại, đi thôi. Chúng sư tử giống như bị đuổi vịt, vui về khu D, lúc này, Sử Trần cùng Tống Thu Đớ đi tới khu B. Hai người vẫn thõng qua khe hở của cành trúc trên đái cao hình trụ nhìn chãm chú vào Tiếu Âm Kỳ. Thật không hồ là võ đạo tông sư, đánh đâu thắng đó. Sở Trần cảm thán, tiếp tục di chuyển về phía khu A. Tiếu Âm Kỳ ở khu C, Sở Trần ở khu H. Khi Tiếu Âm Kỳ trở lại khu B, Sở Trần một lần nữa trở lại khu G. Tiếu Âm Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa bước lên khu A. Trên đài cao, tiếng trống dày đặc đột nhiên dừng lại, đúng lúc này, truyền đến một tiếng hát thanh thúy, ái tích ma lực xoay vòng, không ít người nghe thảy đều cho choáng váng. Tống Tà Dương khẽ nâng trán, không phải con ta. Tô Nguyệt Nhàn cũng giờ khóc y giờ cười, đã từ khi nào Tiểu Thu lại còn ca hát. Hoàng Ngọc Hằng nghe cả người đều co rút, nhịn không được hét lớn một tiếng, Tiêu Tiền Bối, hắn ở khu FA Tống Thu cũng có chút xấu hổ. Bổn là đang đi vòng quanh đài cao, bên tai đều là tiếng chiêng trống, hắn theo bản năng ngâm nga hát lên, không nghĩ tới vừa lúc này, tiếng chiêng trống đột nhiên dừng lại, hắn cũng vừa lúc đang ngâm nga. Đừng xấu hổ,
Sở Trần ho nhẹ một tiếng, chỉ cần cậu không xấu hổ, như vậy. Xấu hổ là người khác. Khuôn mặt Tống Thu run rẩy vài cái, một lúc lâu sau, câu ca từ tiếp theo tiếp tục, nhớ em, nghĩ đến, mở cờ trong bụng, đêm tối ban ngày. Tống Thu nhiều lần tự nhủ, tôi ỷ không xấu hổ. Tiếng gầm gừ của Hoàng Ngọc Hăng thu hủ sự chú ý của không ít người. Vốn đã có người hoài nghi, cường giả võ sư thần bí đến từ Hoàng gia đỉ vòng rồi trở lại khu B, hình như là cố ý tìm người, hiện giờ bị Hoàng Ngọc Hằng hô như vậy, không ít người đều phản ứng lại. Mơ là Sở Trần, Hoàng gia là đến vì Sở Trần, đối với Hoàng gia mà nói, dẫm Sở Trần dưới chân trong sư vương tranh bá, có lẽ so với đoạt được quán quân sư vương tranh bá còn quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian này, đối với Hoàng gia mà nói thật sự là thời gian gian nan, dưới sự vây quét của đông đảo thế lực gia tộc, cơ hồ có thể nói là trong một đêm rời khỏi thần đán của đệ nhất hào môn Thiền Thành, càng ngày càng tệ, mà một tay tạo ra tất cả, chính là vị con dế Tống gia quật khởi thần kỳ này, Sở Trần. Hạ Bác ánh mắt liếc về phía Hoàng Ngọc Hằng, sau khi thầm mắng một tiếng, bĩu môi nói, tên quẻ này, không có vũ đức. Toàn bộ thiết kế đài cao của sư vương tranh bá, hình trụ rỗng, khoảng trống giữa các càng trúc cũng rất lớn, để thuận tiện quan sát chiều hướng leo núi của sư tử ở khu vực khác. Sau khi Hoàng Ngọc Hằng nhắc nhở, đừng nói là Tiếu Âm Kỳ, những người còn lại đã sớm muôn nhân cơ hội này chỉnh đốn Sở Trần cũng nhao nhao nhìn về phía khu ép, rất nhanh đã tập trung vào thân ảnh của Sở Trần. Sở Trần không nói quy tắc giới kinh doanh, vô pháp vô thiên, còn liên hợp lực lượng ngoại thành dến đối phó thương nhân Thiền Thành, nghiêm trọng phá vỡ trật tự trọng giới kinh doanh ở Thiền Thành, loại người này, nên cho hắn một bài học. Một con sư tử không biết tên hét lớn, hắn vừa lúc ở khu ép. Lúc này trong lòng dâng lên dũng khí, hào khí muôn vàn, hét lớn một tiếng, lao người về phía Sở Trần, tiền bối Hoàng gia nhanh chóng tới, tôi đến giữ chặt Sở Trần. Một chiêu sư tử vẫy đuôi, thế tới hung mãnh, đuôi sư tử đối với đuôi sư tử. Sở Trần khẽ quẻ một tiếng, Tống Thu ngầm hiểu, tung người nhảy lên, tung cước đá ngang. Dầm một tiếng, đối phương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nếu như không phải đầu sư tử đứng vững, toàn bộ sư tử sẽ ngã xuống. Dù là như thế, đuôi sư tử của đối phương cũng đỡ đứng không nổi, hai tay chống lên cây trúc, hẳn quả thật không nghĩ tới, một cước này của Tống Thu, lực lại kinh khủng như vậy. Vượt xa mong đợi của hắn, Trần ca, họ chạy đến khu G rồi. Bên ngoài sân vang lên tiếng hét lớn của Hạ Bắc, Sở Trần vô cùng quyết đoán, lập tức dẫn theo Tống Thu trốn về phía khu C. Rất nhanh, hiện trường Thiên Sư Thịnh Yên xuất hiện một màn quái dị, khán giả không ngừng hô ABCEFGS. Báo cáo vị trí của đối phương cho Sở Trần và Tiêu Âm Kỳ. Hai con sư tử, một đuổi theo, một người chạy. Rất nhiều lãnh đạo trên sân chính cũng nhìn ngây người. Sư vương tranh bá trên lôi đài, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Cái này có chút hồ nháo a. Có một nhà lãnh đạo hơi không hài lòng, điều này không phù hợp với tinh thần cạnh tranh. Sư vương tranh bá, mục tiêu hẳn là vô địch, chứ không phải bả người nào đỏ đuổi theo. Lại có lãnh đạo lắc đầu. Hội trưởng cung thường hỏng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông nho nhã, người đàn ông nho nhớ ánh mắt nhìn chăm chú vào lôi đài sư vương tranh bá, yên lặng theo dõi kỳ biến A, lôi đài tuy rằng lớn, nhưng mà, cường giả cấp bậc võ đạo tông sư muốn đuổi theo một người, không khó đuổi kịp, rất nhanh có thể giải quyết. Sở Trần cùng đuổi sư tử của hắn đều là võ giả thiên phú ưu việt A, nếu như không phải bị nhắm vào, hoàn toàn có thể nổi bật trong Thiên Sư Thịnh Yến lần này, có chút đáng tiếc. Cung Thòng Hồng cảm thán một tiếng, anh cảm thấy bọn họ hiện tại còn chưa đủ nổi bật sao? Người đàn ông nho nhã thản nhiên hỏi ngược một tiếng, Cung Thường Hồng ngạc nhiên, cũng đúng, hiện tại cơ hồ cả trận ánh mắt đều chú ý đến cuộc truy đuổi giữa Sở Trần và Sư Tử Hoàng gia. Thậm chí ngay cả mấy sư vương còn lại tranh đấu cũng không chú ý nhiều, thứ nhất bởi vì trận truy đuổi này đối với khán giả mà nổi quá mức thú vị, thứ hai, mấy sư vương thực lực mạnh nhất kia còn chưa trực tiếp đối mặt với chiến đấu. Mà là lần lượt dọn những sư tử còn lại đang càn chờ. Khi Sở Trần tại cùng nhau trở lại khu G, trước mặt đột nhiên một con sư tử lông đỏ hùng hổ vào tới. Sở Trần vung chân, dầm một tiếng, bị đối phương ngăn cản. Hiện trường trực tiếp vang lên một trận thanh âm xôn xao. Cản lại, Sở Trần dẫn theo Tống Thu, ở trên ngọn núi sư tử này, quả thực giống như con lươn, muốn bắt cũng không bắt được, hiện tại cuối cùng bị ngăn lại. Sư bá cuối cùng cũng ra tay. Trên khán đài, khuôn mặt Triệu Sơn toát ra nụ cười. Ngăn cản Sở Trần chỉnh là nguyên lão đến từ Liên Minh Quyền Sư Phương Bắc, Phó Hạc Lâu. Sư Vương tranh bá lần trước, hắn lọt vào top 10.
sư tử Triệu gia, lực chú ý của người chủ trì hiện trường cũng hoàn toàn rơi vào nơi này. Lúc này, thanh âm cao hố vang lên, sau nhiều lần truy đuổi, sư tử Triệu gia thành công chặn Sở Trần lại. Một Sở Trần giỏi, đối mặt với ngăn cản của đối phương, không chút sợ hãi, lập tức cùng đối phương chiến đấu. Lại nói vị sư vương Triệu gia này có lai lịch không nhỏ, chính là Phó Hạc Lẩu đến từ Liên Minh Quyền Sư Phương Bắc, Phỏ Sư Phụ. Hiện trường lại của một trận âm y thanh kinh hô. Tôi nhìn ra, người ngăn cản Sở Trần, đều là thế lực đến từ Thiền Thành, điều này chứng tỏ Tống gia ở Thiền Thành hiện giờ chính là kẻ thù chung a. Sở Sư Phụ hai tay khó địch bốn tay. Phó Hạc Lâu cũng không phải người bình thường, tung hoành quyền giới phương Bắc nhiều năm, thanh danh của hắn thực sự được tạo dựng bằng một đôi nắm đám. Có Phó Hạc Lâu sư phụ ở đây, vị sư tử hoàng gia phía sau chỉ sợ cũng không cần ra tay. Kèm theo đông đảo thanh âm kinh hô nghị luật, Sở Trần cùng kinh hô nghị luật, Sở Trần cùng Phó Hạc Lâu đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đợt tấn công này, Sở Trần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn tinh túy kỳ ý ân bộ pháp, thi triển cửu hưởng quyền, thanh âm như sấm sét không ngừng vang vọng. Tống Thu đi theo phía sau Sở Trần, dùng kỳ lân bộ pháp trợ giúp tiến công của Sở Trần. Đuôi sư tử của Phó Hạc Lâu và hắn hợp sức nhiều năm, đồng dạng ăn ý 10 phần, hai con sư tử diễn một trận chiến kịch liệt cho khán giả. Tiểu âm kỳ đa chạy tới, đứng ở trên cao, quan sát trận chiến này. Sư phụ, Liễu Hiểu Phong mở miệng, ngữ khí mang theo hỏi thăm. Xem trước đã, Tiểu âm kỳ đã không vội, Sở Trần đã ở dưới mí mắt của hắn. Hắn cũng không lo lắng Sở Trần còn có thể chạy trốn. Đây là sự tự tin của một võ đạo tông sư. Trên khán đài, trong lòng mọi người Tống gia đều nhìn không được căng thẳng. Phó Hạc Lâu đang chiến đấu với Sở Trần, Tiểu âm kỳ ở một bên quan chiến. Ngoài ra, còn có mấy con sư tử rõ ràng có ý đồ không tốt nhìn chằm chằm Sở Trần. Tình cảnh lo lắng nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. U Sở Trần có thể thoát khỏi vòng vây không? Tống Nhan lầm bẩm, nắm chặt túi hương trong tay. Đây là bùa hộ mệnh Sở Trần cho cô hy vọng có thể che chở Sở Trần, thành kính cầu nguyện, mang đến vận may cho Sở Trần. Quá đáng, thế nhưng bao vây Trần ca như vậy. Hạ Bắc ngẩng đầu nhìn lôi đài, sao không có sư vương nào nhìn không vừa mắt, gặp chuyện bất bình gầm một tiếng. Người nghĩ nhiều rồi, Hạ Ngôn Hoan nói, không ai có thể quản chuyện người khác như vậy. Ninh Tử Mặc lẩm bẩm nói, thực lực của Phó Hạc Lâu này, tuyệt đối ở trên tối. Sở Thúc dĩ nhiên có thể cùng hắn chiến đấu ngang sức, Sở Thục thật sự còn chưa có bước vào tiên thiên sao. Ánh mắt Ninh Tử Mặc tràn đầy rung động, người ngoài hành nghề xem chính là náo nhiệt, người hiểu rõ thực lực hai bên, giờ phút này đều kinh ngạc thực lực của Sở Trần. Kể cả người đàn ông nho nha vẫn ngồi bên cạnh hội trưởng Cung Thường Hồng, giờ phút này ánh mắt đều theo bản năng toát ra một tơ la kinh ngạc. Đây thật sự là một hạt giống cây tốt ha, người đàn ông nho nhã nhịn không được khẽ khen một tiếng. Anh thích không, vậy có muốn hay không, Cung Thường Hồng hỏi. Cũng không cần thiết, người đàn ông nho nhã nói, tất cả chờ sư vương tranh bá chấm dứt sau đó, lại tính toán sau. Cung Thường Hồng gật gật đầu, cũng không khỏi lưu ý Sở Trần vài lần. Hắn rất rõ thân phận người đàn ông nho nhã ngồi ở bên cạnh mình này, có thể bị hắn nhìn trúng, tiền đồ của Sở Trần quả thực không thể hạn lượng. Rầm rầm rầm, thân ảnh Phó Hạc Lâu cùng Sở Trần đồng thời lui về phía sau ba bước, dẫm lên cây trúc. Nghe thấy thanh âm cây trúc gãy. Khó trách có thế ở Thiền Thành cháo trở, quả thật có chút năng lực. Khóe miệng Phó Hạc Lâu khẽ nhếch lên, người toàn lực ứng phó a, đáng tiếc, ta mới xuất ra 7 phần lực. Vừa dứt lời, Phó Hạc Lâu lại một lần nữa xông lên. Lần này, hắn không kìm chế nữa. Toàn lực xuất kích, cổ tay Sở Trần lật lên, một tấm bùa xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiểu ngũ lôi phù, bùa đánh ra, dán lên sư tử của Phó Hạc Lâu với tốc độ cực nhanh. Oanh, 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 tiểu ngũ lôi phù dựa theo nắm đấm của Sở Trần, đánh mạnh vào người Phó Hạc Lâu. Sở Trần một mực sử dụng cửu hưởng quyền, khi thanh âm của tiểu ngũ lôi phù vang lên, khán giả trên sân cũng chỉ cho rằng nắm đấm của Sở Trần bộc phát ra thanh âm, CS. Cổ đồng tử của tiểu âm kỳ theo bản năng co rụt lại một chút. Cuối cùng phải vận dụng thủ đoạn kỳ môn A, tiểu âm kỳ lạnh nhạt nói, vị sư tử Triệu gia này, còn ngăn không được Sở Trần. Ánh mắt người đàn ông nho nhã trên khán đài nhanh chóng xẹt qua một đạo tinh mang, đệ tử kỳ môn. Người đàn ông nho nhã quả thật có chút bất ngờ. Từ võ công quyền cước Sở Trần bày ra, người đàn ông nho nhã vốn còn đang suy đoán Sở Trần là đệ tử chính thống đại phái nào, không nghĩ tới, Sở Trần dĩ nhiên đột nhiên thi triển ra một thủ đoạn kỳ môn rất đẹp. Nếu Sở Trần là đệ tử kỳ môn, như vậy, sư tử Triệu gia chắc chắn thất bại.
Người đàn ông nho nhã khẳng định, dù sao, công phu quyền cước của đệ tử kỳ môn, phải liên hợp với kỳ môn thuật của bọn họ, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng Sở Trần vừa rồi chỉ dựa vào công phu quyền cước, cũng đã ngang hàng với Phó Hạc Lâu. Nếu như nói vừa rồi Phó Hạc Lâu chỉ phát huy ra 7 phần sức chiến đấu, như vậy Sở Trần chỉ phát huy 5 phần. Một quyền liên tiếp một quyền, tiểu ngũ lôi phù đánh Phó Hạc Lâu trong nháy mắt, quyền phong Sở Trần quyết đoán quét tới. Một lần đối mặt, Phó Hạc Lâu trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Sư phụ, đuôi sư tử thấy một màn này, quyết đoán đứng vững thân thể, muốn kéo Phó Hạc Lâu trở về, nhưng mà, đúng lúc này, thân thể Sở Trần nhảy lên, một cược đá nứt một cây trúc trong đó, cây trúc nứt gãy bay ra ngoài, ầm ầm đánh vào trên đuôi sư tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không có đứng vững, cùng Phó Hạc Lâu rơi xuống đài cao. Phó Hạc Lâu, bại, thân thể Triệu Sơn lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nắm chặt nắm tay. Lúc này, bốn phương tám hướng đã vang lên một trận hoan hô cổ vũ. Đánh rất hay, đối với khán giả trung lập mà nói, trận quyết đấu giữa sư vương này, xứng với hai chữ thịnh yến. Sở Trần cuối cùng một cước định thắng bại, càng trở nên nổi tiếng hơn. Sở sư phụ cố lên, đánh hắn đi, tiếng la hét vang lên. Nhưng mà, mọi người rất nhanh liền chú ý tới, nguy cơ của Sở Trần vẫn chưa được giải quyết. Sau khi Phó Hạc Lâu rơi xuống đài cao, hai bên đều có sư tử từng bước ép sát tới, nhìn chằm chằm. Sở Trần, giao dịch như thế nào? Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, Tiểu Âm Kỳ từ trên cao nhìn xuống, mặt không chút thay đổi nhìn Sở Trần. Sở Trần nhìn Tiểu Âm Kỳ, ngược lại cũng có hứng thú, người muốn giao dịch cái gì? Thứ nhất, không khó, để Hoàng Ngọc Hằng đứng dậy trở lại. Tiểu Âm Kỳ lạnh nhạt nói, thứ hai, ta đối với kỳ môn thuật cảm thấy rất hứng thú. Người viết kỳ môn thuật học được giao cho ta. Sở Trần tò mò mở miệng, vậy ta có thể đạt được cái gì? Người có thể được một cái mạng. Tiểu Âm Kỳ từ trên cao nhìn xuống, đùa giỡn nói, nếu không, người hôm nay không rời khỏi lôi đài này được. Thân là đệ tử cửu huyền môn, người hẳn là rất rõ, lời nói của một vị võ đạo tông sư, tuyệt đối không phải là trò đùa. Sở Trần trầm tư một hồi, thứ nhất, ta đã nói rồi, muốn Hoàng Ngọc Hằng cả đời đều ngồi trên xe lán. Hắn muốn đứng lên cũng được, kiếp sau đi. Thứ hai, người cũng biết ta là đệ tử cửu huyền môn, người dám ngấp nghé tới cửu huyền môn thuật. Tiểu Âm Kỳ, khẩu vị của ngươi ngược lại không nhỏ, nhưng mà, người cảm thấy ngươi nuốt được sao? Sở Trần mang theo vài phần miệt thị nhìn Tiểu Âm Kỳ. Ta có thể nuốt nó mà không cần ngươi quan tâm. Tiểu Âm Kỳ mỉm cười, giao dịch này, như thế nào? Nói chuyện viển vông, Sở Trần đáp lại một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực. Một cây trúc bị bẻ gãy, Sở Trần một cước đá về phía Tiểu Âm Kỳ, đồng thời thân thể vọt tới một bên, trong nháy mắt, liền lui lại hơn 10 mét. 3. Âm thanh của cây trúc bị gãy. Tiểu Âm Kỳ cười lạnh, nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Trần, đôi mắt xẹt qua một đạo sát khí. Xem ra, chỉ có người chết, mới là người nghe lời nhất. Khóe miệng Tiểu Âm Kỳ khẽ nhếch lên, thân ảnh đột nhiên đuổi theo. Trước mặt Sở Trần xuất hiện hai con sư tử. Sở Trần. Người còn muốn chạy trốn. Một tiếng hét lớn, hai con sư tử một trái một phải, bao vây tấn công Sở Trần. Anh rẻ, lão già đang đuổi theo. Tống Thu lo lắng, khí thế của Tiểu Âm Kỳ tràn ngập ra, làm Tống Thu có cảm giác áp bách mãnh liệt. Công phu của phái Thanh Dương vừa tới, công kích của Tiểu Âm Kỳ đánh tới, tựa như một vầng mặt trời nóng rực đang bắn tới. Chân đạp cửu dương bộ, thân ảnh quỷ mị, trong nháy mắt đã tới gần. Tiểu Thu, cậu theo sát tôi. Thanh âm Sở Trần vang lên bên tai Tống Thu, làm cho trái tim bối rối của Tống Thu chấn định một chút. Mãnh sư xuất kích, đánh mạnh xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sư tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người Hạ Bắc đại biến, theo bản năng đứng lên, nhưng mà, nhìn lại kinh hỉ vạn phần, không phải Trần ca, một quyền kia của sư tử hoàng gia lại đánh lệch vào thời khắc cuối cùng. Đánh lệch, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Vừa rồi một quyền của sư tử hoàng gia rõ ràng đánh về phía Sở Trần, nhưng vào thời khắc cuối cùng, người bị đánh bay ra ngoài, lại là một trong hai con sư tử vây công Sở Trần. Trên đài chính, Cung Thường Hồng nhìn về phía người đàn ông nho nhớ, người đã nhìn ra chưa? Người đàn ông nho nhã gật gật đầu, một loại công phu giống như di hoa tiếp mộc. Cung Thường Hồng nhất thời ánh mắt càng thêm thường thức nhìn Sở Trần, càn khôn đại na di a sao Sở Trần thi triển, đúng là càn khôn na di thuật của cửu huyền môn. Tiếu tiền bối, sao không cẩn thận như vậy, ngay cả người mình cũng đánh, bọn họ chính là thành tâm đến giúp ngươi.
Sở Trần cầm lấy đầu sư tử, cười một tiếng. Khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ lạnh như băng, thân thể nhảy đi, lại một lần nữa vung quyền. Sở Trần lần nữa thi triển ra càn khôn na di thuật, trước khi nắm đấm của Tiếu Âm Kỳ đánh trúng anh, trực tiếp cùng một con sư tử khác đổi vị trí, lại một con sư tử bị đánh xuống lôi đài. Thân ảnh Sở Trần lần nữa biến ảo phương hướng, nhảy sang một bên khác. Lần này, sư tử vốn còn muốn ngăn cản Sở Trần tựa như chim sợ cành cong, nhao nhao né tránh. Vèo, 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 Sở Trần và Tiếu Âm Kỳ kéo dài khoảng cách gần 20 mét, hơn nữa, lần này, Sở Trần cố ý vô tình leo lẻn phía trên, đám sư tử trên lôi đài mới nhao nhao phản ứng lại, bọn họ còn đang thi đấu. Khu C Điền Minh Chủ, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi đi lên hái thanh xuống hơn 10 con sư tử ủng hộ một người, người này chính là Minh Chủ Liên Minh Quyền Sư Phương Bắc, còn là quán quân Sư Vương tranh bá lần trước, Điền Bạch Quang. Giống như tình báo Trương Vận Quốc nghe được, võ sư phái Bắc đoàn kết chưa từng có, bọn họ vặn thành một đoàn, dọn dẹp một khu vực. Điền Bạch Quang lúc này cũng thu hồi ánh mắt, không nhìn náo loạn bên Sở Trần nữa, một lần nữa dựa theo âm thanh chiêng trống đinh tai nhức óc, thân ảnh Điền Bạch Quang nhảy vọt tới, bắt đầu leo lên lôi đài, tiếng hoan hô bên sân vang vọng vang lên, Điền Bạch Quang. Điền Bạch Quang, Điền Bạch Quang, cộng đồng người hâm mộ phấn khích la hét. Đúng lúc này, một con sư tử bên trái nhào tới. Ngăn hắn lại, hơn 10 con sư tử Điền Bạch Quang bên cạnh thực lực không tầm thường, phi thân xông lên. Giọng nói cao vút của người dẫn chương trình lại vang lên. Nào, nào, con sư tử lao ra chặn Điền Bạch Quang, là Đặc Lãng tiên sinh được mệnh danh là Túy Sư Úc Châu. Điền Bạch Quang là quán quân lần trước, mà Đặc Lãng tiên sinh đứng đầu không địch thủ ở Úc Châu, giữa hai người tất nhiên nên có một trận chiến, chỉ tiếc. Đặc Lãng tiên sinh tựa hồ gặp phải phiền toái, hắn bị người ủng hộ bên cạnh Điền Bạch Quang ngăn trở, tuy rằng đối với những người dự thi còn lại có thể không công bằng, nhưng điều này cũng không có vi phạm quy tắc sư vương tranh bá. Điền Bạch Quang chính là quán quân lần trước, Đặc Lãng tiên sinh không thể khi dễ Điền Bạch Quang a. Nghe vậy, Hạ Bắc nhịn không được lẩm bẩm một câu, Điền Bạch Quang có người, chẳng phải là thành Điền Bá Quang sao? Ánh mắt xung quanh nhìn về phía Hạ Bắc, Tam thiếu gia Hạ gia, đầu óc mở rộng. Thanh âm của người dẫn chương trình lại vang lên, lại nhìn một bên khác, trời ơi, sư vương châu Âu Enro giết tới rồi, Enro am hiểu nhất chính là tốc độ của hắn, từng được xưng là tia chớp châu Âu, hắn quá nhanh, chớp mắt đã vào tới trước mặt Điền Bạch Quang, phản ứng của Điền Bạch Quang cũng vô cùng nhanh. Dưới sự hợp lực của Đặc Lãng tiên sinh và Enro, Điền Bạch Quang bị ngàn lại, trận chiến chính thức bắt đầu. Nhìn lại phía bên kia, Triệu Phương Tuyền hôm nay cùng Lâm Viêm đấu nhau. Một người là sư vương Nam Mỹ chưa từng nếm mùi thất bại, một người là sư vương Lĩnh Nam, lần trước phụ Điền Bạch Quang, Lâm Viêm lúc này hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể chiến thắng Triệu Phương Tuyền hay không? Dưới sự công kích cường thế của Đặc Lãng tiên sinh, sư tử phái Bắc còn ở lại trên lôi đài cũng rất ít. Chúng ta đếm số sư tử hiện tại còn trên lôi ỷ đài, tổng cộng là 19. Quán quân cuối cùng, sẽ sinh ra trong số 19 người này. Đến cuối cùng sẽ là Điền Bạch Quang bảo vệ ngôi vị. Hay là người được yêu thích giành chức vô địch đầu tiên Triệu Phương Tuyền, như hắn mong muốn. Hoặc là lực lượng mới xuất hiện, từ trong tay các cường giả giành được quán quân. Bầu không khí trên sân đã tăng lên đến mức tận cùng. Cuộc chiến giữa sư tử ngày càng khốc liệt. Trên khán đài, Hạ Bắc tự nhủ, tôi có một ý tưởng táo bạo, cuối cùng Trần Ca giành quán quân. Người bên cạnh phốc phốc cười ra tiếng. Không phải tôi xem thường Sở Trần. Chỉ là sư vương tranh bá lần này cường giả quá nhiều, Sở Trần rất khó có thể nằm trong số những ứng cử viên vô địch. Đừng nói tranh quán quân, Sở Trần hiện tại không phải còn bị người ta đuổi theo đánh sao. À, lại nói tiếp, tôi thiếu chút nữa đã quên, sư tử hoàng gia kia sao còn chưa có đuổi kịp Sở Trần cũng quá có thể chạy đi. Người đàn ông nho nhã bên cạnh Cung Thường Hồng ánh mắt thủy chung rơi vào trên người Sở Trần, một lát sau, mỉm cười, Sở Trần tên này. Xem ra đã sớm đoán trước được cục diện này, trước trận đấu làm không ít chuẩn bị a, một bên tránh né quá trình truy đuổi, thi triển thủ đoạn kỳ môn, thậm chí ngay cả võ đạo tông sư cũng nhất thời không làm gì được hắn. Tuổi còn trẻ đã có thực lực thiên phú như vậy, cũng không biết là kỳ môn đại phải nào có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy. Cung Thường Hồng đối với giới thế lực võ giả cũng có chút hiểu biết, đột nhiên theo bản năng thốt ra, không phải là cửu huyền môn chứ. Thần sắc người đàn ông nho nhã ngần ra, phảng phất thoáng cái nghĩ tới cái gì đó, con người lần nữa tập trung vào Sở Trần. Sở Trần, người đàn ông nho nhã đột nhiên đứng lên. Sở đội trưởng,
Làm sao vậy? Cung Thường Hồng hoảng sợ, hắn biết thân phận của người đàn ông nho nhã ngồi bên cạnh mình, đến từ một bộ phận đặc biệt trong chiến cục đặc chiến Trung Quốc, nghe nói bộ phận này tập hợp tỉnh Anh của cả cục đặc chiến, mỗi một thành viên cục đặc chiến nằm mơ cũng muốn tiến vào bộ phận đặc biệt này, mà vị trước mắt này, chính là đội trưởng của một chồng những đội trưởng của bộ phận đặc biệt kia. Sở Khai Bình cũng ý thức được mình thất thố, một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Sở Trần, đồng thời lắc đầu, đáp lại Cung Thường Hồng, không có gì, trong lúc bất chợt nhớ tới một số chuyện. Cung Thường Hồng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn chiến đấu trên lôi đài. Sở Khai Bình con ngươi nhìn chăm chú vào Sở Trần, trong đầu xẹt qua tư liệu về Sở Trần. Sở Trần, con rể ở rể Tống gia, Nam Quyền chi sư, dần dần, thần sắc Sở Khai Bình có chút quái dị. Con rể ở rể, Sở Khai Bình suy nghĩ một chút, tôi đi toilet một chút. Sở Khai Bình đứng lên rời đi, sau khi đi vào toilet, lập tức lấy điện thoại di động ra, hạ ra một mệnh lệnh, trợ giúp con sư tử bị truy đuổi kia, giành được quán quân sư vương tranh bá. Trên lôi đài, một con sư tử biểu hiện bình thường vô kỳ nhưng vẫn không bị đào thải, bẽn tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Sở Khai Bình. Giật mình, lập tức thanh âm quyết đoán đáp lại, vâng, Sở Đô Íp Tư Đồ Nguyên Minh, 33 tuổi, võ đạo tông sư. Trực thuộc bộ phận đặc biệt của Cục Đặc chiến Trung Quốc, lãnh đạo trực thuộc hắn chính là Sở Khai Bình. Võ đạo tông sư 33 tuổi, đối với bất kỳ đại phái võ thuật nào mà nói, đều là thiên tài tuyệt đỉnh, cả đời Tư Đồ Nguyên Minh. Từ khi sinh ra đã giống như mở cửa, tuổi còn trẻ tiến vào bộ phận đặc biệt của đặc chiến cuộc, tiền đồ không thể hạn lương. Nhiệm vụ hôm nay là ngăn chặn sư tử nước ngoài giành được danh hiệu sư vương. Tư Đồ Nguyên Minh một mực khiêm tốn ở lại trên lôi ỷ đài, không có chủ động ra tay, cũng tận lực tránh tất cả công kích, cơ hồ không có người chú ý tới hắn, hẳn mới là thật sư đang xem kịch. Nguyên Minh ca, đội trưởng có nhiệm vụ, phía sau là đuôi sư tử hỏi một tiếng. Không sai. Tư Đồ Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt đặt ở trên người Sở Trần, Sở đội chỉ định, muốn chúng ta trợ giúp Sở Trần giành được quán quân sư vương tranh bá lần này. Đuôi sư tử cũng là một thành viên của bộ phận đặc cục biệt đặc chiến, An Thiên Hạ, tên kêu rầm rộ, 25 tuổi, võ giả tiên thiên cảnh giới. Bị truy đuổi chạy trốn, con rể ở rể Tống ra Sở Trần. An Thiên Hạ sửng sốt một chút, thốt lên, bọn họ đều họ Sở, Sở Trần này không phải là con riêng của Sở đội chứ. Tư Đồ Nguyên Minh thản nhiên nói, ta sẽ chuyển lời của ngươi cho Sở đội. An Thiên Hạ nhất thời vẻ mặt buồn bã, Nguyên Minh ca, tôi sai rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.